Chương 920, Cửu Âm Chí Tôn. Cái gì? Lăng Tiêu để Vô Danh hoàn toàn biến sắc, liền ngay cả mọi người trong ánh mắt cũng đều là lộ ra khó tin vẻ hoảng sợ. Lăng Tiêu để tất cả mọi người là không rét mà run, Cửu Âm Chí Tôn con mồi. Chẳng lẽ Cửu Âm Chí Tôn còn sống không? Thiên lộ đoạn tuyệt, thần giới đại môn đóng lại, trăm vạn năm đến không người nào có thể thành thần. Cửu Âm Chí Tôn có làm sao có khả năng đăng lâm thần giới? Vì lẽ đó hắn căn bản không có đi thần giới, mà là vẫn cứ trốn ở nơi này kéo dài hơi tàn. Buồn cười a, Vô Danh người cái này Cửu Âm Chí Tôn huyền tôn, cũng là bị hắn lợi dụng thôi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trước tiến vào Cửu Âm thần cung thời điểm, Lăng Tiêu cũng cảm giác được không đúng, phảng phất có một loại cảm giác bị người dòm ngó. Lăng Tiêu nguyên thần tuy rằng vắng lặng, thế nhưng có Vô Tự Thiên Thư tồn tại, để Lăng Tiêu nhận biết như cũ vô cùng nhạy cảm, để hắn hoài nghi tòa này Cửu Âm thần cung bên trong, rất có thể có một nhân vật mạnh mẽ. Có Tuế Nguyệt thần điện bên trong Huyền Thiên thần giáo huấn, Lăng Tiêu một cách tự nhiên liền nghĩ đến Cửu Âm Chí Tôn. Bởi vì, Lăng Tiêu xác định, Cửu Âm Chí Tôn khẳng định không có tiến vào trong thần giới, thế nhưng hắn nhưng lưu lại tiểu thế giới, còn phí hết tâm tư làm ra cấm thần lĩnh vực, Cửu Âm thần cung, Cửu Âm kiếm chủ. Tất cả xem ra giống như là đang tìm kiếm người truyền thừa, nhưng Lăng Tiêu đều là hoài nghi, hay là có âm mưu gì. Mãi đến tận Vô Danh thôi thúc thái âm thần trận, Lăng Tiêu thông qua Vô Tự Thiên Thư, mới rốt cục phát hiện ở đại trận hạt nhân, có một đạo mạnh mẽ vô cùng nguyên thần, chính là đạo kia nguyên thần đang nhòm ngó Lăng Tiêu, nhòm ngó tất cả mọi người. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà này đạo nguyên thần thân phận, nhất định lại chính là Cửu Âm Chí Tôn. Không thể, Lăng Tiêu. Người đừng vội ăn nói linh tinh, tổ tiên đã đăng lâm thần giới, nơi này chính là để cho ta Cửu Âm bộ tộc nơi truyền thừa. Lăng Tiêu, ta giết ngươi. Vô Danh trong ánh mắt tràn đầy thất kinh vẻ mặt, nháy mắt lại trở nên cực kỳ dữ tợn. Nội tâm của hắn vô cùng kinh hoàng, chẳng biết vì sao, hắn bỗng nhiên cảm giác được Lăng Tiêu nói rất có đạo lý, thế nhưng sâu trong nội tâm của hắn nhưng không muốn tin tưởng. Ầm ầm, thái âm thần trận tản ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng, nháy mắt từng đạo màu đen hủy diệt thần quang đan dệt. Ngang trời hướng về Lăng Tiêu nổ xuống. Lăng Tiêu, cẩn thận. Sở Thiên Thiên trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc lo lắng, vội vã hô lớn. Ầm ầm, Lăng Tiêu trong ánh mắt thần quang óng ánh, quanh người hắn áng vàng lượn lờ, Thôn Thiên Vương đỉnh nháy mắt hiện lên đỉnh đầu của hắn bên trên, cổ xưa thần bí, lượn lờ thần bí ánh sáng, tản ra ngập trời lực cắn nuốt. Cái kia chút màu đen hủy diệt thần quang nổ xuống ở Thôn Thiên Vương đỉnh bên trên, nhất thời để Thôn Thiên Vương đỉnh ánh sáng óng ánh, kịch liệt chấn động lên. Lăng Tiêu đứng ở Thôn Thiên Vương đỉnh bên dưới, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ trào phúng. Thôn Thiên Vương đỉnh chẳng những có thể thôn thiên phệ địa, còn có mạnh mẽ vô cùng sức phòng ngự, coi như là Phong Hào Chí Tôn cũng căn bản phá không mở. Thái âm thần trận sức mạnh tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không có biện pháp phá mở Thôn Thiên Vương đỉnh phòng ngự. Cái gì, chuyện này, không thể, Vô Danh trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch. Cửu Âm Chí Tôn. Ngươi chính là đi ra đi, đây không phải là kết quả mà ngươi muốn sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, nhìn chằm chằm trong hư không nơi nào đó. Nơi đó là thái âm thần trận chỗ cốt lõi, cũng là cái kia một đạo thần bí nguyên thần chỗ ẩn thân. Tất cả mọi người là biến sắc mặt, tâm cũng theo nhắc tới, chẳng lẽ thật sự như Lăng Tiêu từng nói, Cửu Âm Chí Tôn còn sống? Ha ha ha, khá lắm, ta đối với ngươi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Một giọng già nua ở trong hư không nổ vang, còn dường như sấm sét, chấn động đến mức tất cả mọi người là đầu váng mắt hoa, toàn bộ Cửu Âm thần cung đều ở đây ong ong run rẩy. Vù, thái âm thần trận bầu trời, một đạo sáng chói bóng người bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt mọi người, cả người đều tản ra một luồng để mọi người run rẩy khí tức. Đó là một cái ông lão mặc áo bào đen, xem ra khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, vóc người hết sức cao to, phảng phất có thể chống đỡ khai thiên địa, tự có một loại độc tôn thiên hạ vô địch khí độ. Hắn đứng chắp tay, mi tâm ánh sáng óng ánh, phảng phất có một viên sáng chói tinh thạch, dịu tất cả mọi người không mở mắt ra được. Giờ khắc này, hắn đang nhiều hứng thú nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt có một tia nóng rực vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Quả nhiên là luyện hóa thần cách nửa bước thần linh sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nháy mắt liền nhận ra áo bào đen ông lão giữa chân mày viên kia tinh thạch, chính là thần cách. Thần giới cửa lớn đóng kín, muốn ở nhân gian giới thành thần căn bản không khả năng. Chí tôn cảnh cũng chỉ có thể sống quá 10.000 năm, ngoài ra chính là luyện hóa thần cách, thành tựu nửa bước thần linh. Luyện hóa thần cách phía sau, tuổi thọ vô cùng dài lâu, hầu như có thể nói là trường sinh bất tử, đối với rất nhiều người tới nói đều là một cái cám dỗ khó mà ngăn cản. Trước mắt Cửu Âm Chí Tôn, chính là luyện hóa thần cách nửa bước thần linh. Hơn nữa,
Lăng Tiêu còn phát hiện, ở cửu âm chí tôn thân thể ở ngoài, có từng tầng năng lượng màu đỏ ánh sáng, tản ra để cho người khiếp đảm sức mạnh. Đúng là cửu âm chí tôn, mọi người nhất thời đều sợ ngây người. Cái kia cổ cường đại nguyên thần gợn sóng, vô cùng kinh khủng, phảng phất có thể phá nát chư thiên, để mọi người hầu như ngay lập tức liền tin, ông lão này chính là cửu âm chí tôn. Sở Thiên Thiên cùng Sở Kiếm, đều từ cái này trên người ông lão cảm thấy một luồng cùng Sở Giang Vương cực kỳ tương tự chính là khí tức, nói rõ ông lão này tuyệt đối là thần linh cường giả. Tất cả mọi người vẻ mặt đều trở nên càng ngày càng trắng bệch. Ngươi đúng là, Thái Gia Gia, Vô Danh trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, âm thanh có chút run rẩy nói. Vô Danh mặc dù là cửu âm chí tôn huyền tôn, nhưng hắn ra đời thời điểm cửu âm chí tôn cũng đã mất, hắn nhìn thấy cũng chỉ là cửu âm chí tôn pho tượng cùng chân dung. Thế nhưng, trước mắt ông lão này xem ra cùng cửu âm chí tôn pho tượng dĩ nhiên giống như đúc. Cửu âm chí tôn không phải đã đăng lâm thần giới sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa chỉ còn lại có nguyên thần trạng thái. Vô Danh trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp thu, đặc biệt là nghĩ tới Lăng Tiêu phía sau, càng là để trong lòng hắn chìm xuống. Ta tốt huyền tôn, như không phải ngươi đem những người này mang đến, ta còn không biết muốn chờ thời gian bao lâu đây. Không nghĩ tới a, mấy trăm ngàn năm cũng đã qua. Cửu âm chí tôn trong ánh mắt lộ ra một tia tang thương vẻ, xem như là thầm chấp nhận Vô Danh. Để ta tò mò là, ngươi như là đã luyện hóa thần cách, thành tựu nửa bước thần linh, coi như là thân thể bị hủy, vì sao không đi ra đoạt xác hoặc là ngưng tụ mới thân thể đây? Chẳng lẽ ngươi là có cái gì hạn chế, không có cách nào rời đi nơi này sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhiều hứng thú nói. Đặc biệt là khi ánh mắt của hắn rơi vào cửu âm chí tôn trên người tầng kia năng lượng màu đỏ trên thời gian, không khỏi tự nhủ, dĩ nhiên là nghiệp hỏa lực lượng. Nếu là ta không có đoán sai, chỉ sợ ngươi là làm bậy nhiều lắm, bị nghiệp hỏa quấn quanh người, căn bản không có biện pháp rời đi nơi này chứ. Ngươi lấy bí pháp áp chế, nhưng chỉ cần vừa ly khai cửu âm thần cung, chỉ sợ cũng sẽ nghiệp hỏa đốt người mà chết. Chương 921, nghiệp hỏa quấn quanh người. Lăng Tiêu, để cửu âm chí tôn trong ánh mắt đều là lộ ra một tia phong mang vẻ. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên biết nghiệp hỏa lực lượng. Tiểu tử, ta đối với ngươi thực sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ngươi xem ra không có bất kỳ tu vi, thế nhưng thân thể nhưng vô cùng mạnh mẽ, quả thực có thể so với trong truyền thuyết thượng cổ thần thú. Như là đoạt xác ngươi, e sợ mới có thể hoàn toàn tiêu mất ta nghiệp hỏa lực lượng, để ta ly khai cái địa phương đáng chết này. Cửu âm chí tôn trong ánh mắt lộ ra không hề che giấu chút nào ánh sáng nóng bỏng, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói rằng. Đoạt xác ta, chỉ sợ ngươi còn chưa xứng. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Có Vô Tự Thiên Thư ở, Lăng Tiêu không sợ nhất chính là bị đoạt xá, muốn giết chết Lăng Tiêu, trừ phi là triệt để phá hủy Lăng Tiêu thân thể, sau đó giết chết hắn nguyên thần, muốn chiếm thân xác hắn hầu như là chuyện không thể nào. Đừng nói là chỉ là nửa bước thần linh. Coi như là chân chính thần linh e sợ cũng không làm được. Ta nhớ ra rồi, còn có một loại thuyết pháp, mấy chục vạn năm trước, cửu âm chí tôn cũng không có đăng lâm thần giới, cửu âm chí tôn vì đăng lâm thần giới, không tiếc tàn sát ngàn tỷ sinh linh, luyện chế tà công. Cuối cùng mới dẫn tới nghiệp hỏa đốt người mà chết, Sở Thiên Thiên bỗng nhiên kinh hô lên nhất thanh nói. Mọi người cũng đều là ánh mắt chấn động, kết hợp Lăng Tiêu vừa rồi theo như lời nói, chẳng lẽ này một loại thuyết pháp mới là thật sao? Rất nhiều người đều nguyện ý tin tưởng cửu âm chí tôn là đăng lâm thần giới, mà không muốn đưa hắn cùng một cái giết người đầy đồng đại ma đầu liên hệ với nhau. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng, phát hiện tại mọi người đột nhiên phát hiện, cửu âm chí tôn hay là thực sự là một cái đại ma đầu. Ngươi nói không sai, xác thực nói, ta vì tu luyện thái âm huyết thần kỳ, tổng cộng giết 3398 triệu sinh linh, có nhân tộc, ma tộc, man tộc, yêu tộc các loại. Lần đó ta giết đến luân hồi đại thế giới nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất thanh, đáng tiếc cửu u đế quốc cùng thập điện vương giả đều là một đám kẻ vô dụng, đóng chặt sơn môn, liền dám tìm ta báo thù cũng không dám. Nhưng không nghĩ tới, cái kia đám tiểu nhân hèn hạ, dĩ nhiên sẽ ở ta tự phong phía sau, diệt ta cửu âm bộ tộc. Cửu âm chí tôn thản nhiên nói, thế nhưng tiếng nói của hắn tuy rằng rất nhẹ, nhưng để mọi người nghe được không rét mà run, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. 3398 triệu sinh linh, vì tu luyện tà công, cửu âm chí tôn dĩ nhiên thật sự giết người đầy đồng, để tất cả mọi người là cả người run rẩy. Những người này tuy rằng cũng đều là từng giết người, nhưng chưa từng có nghĩ tới có người dĩ nhiên vì là giết mà giết, đây mới thật sự là giết người đầy đồng, đây mới thật sự là đại ma đầu. Mọi người rất khó đem cái kia đại ma đầu cùng trước mắt cửu âm chí tôn liên hệ tới. Nói như vậy, trên người ngươi nghiệp hỏa lực lượng, chính là ngươi giết người vô số, mới tạo thành.
Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhàn nhạt hỏi. Không sai, Cửu Âm Chí Tôn khẽ mỉm cười, cũng không có bất kỳ ẩn giấu. Thiên lộ đoạn tuyệt, thần giới đại môn đóng lại, ta tuy rằng luyện hóa thần cách, nhưng cũng không cam lòng liền như vậy con đường phía trước đoạn tuyệt, ta tìm được một đạo thượng cổ tuyệt học, lấy 33 ức sinh linh tinh huyết, ngưng tụ thái âm huyết thần kỳ, liền là muốn một lần mở ra thần giới cửa lớn, đăng lâm thần giới. Nhưng tiếc là dã tràng xe cát, không chỉ ta thân thể phá nát, hơn nữa nguyên thần cũng bị nghiệp hỏa lực lượng xâm nhiễm, như không phải ta lấy vô thượng thủ đoạn áp chế, bày xuống loại này thái âm thần trận, chỉ sợ ta liền muốn hoàn toàn bỏ mình. Người bình thường căn bản không chịu nổi nghiệp hỏa lực lượng, nhất định phải vô địch thân thể cùng vô địch niềm tin, mới có thể cung cấp ta đoạt xác, vì ta cung cấp một bộ mới thân thể. Cửu Âm Chí Tôn trong thanh âm tràn đầy thở dài, phảng phất là ở cùng lão hữu tán gẫu ngày giống như vậy, hết sức tùy ý. Thế nhưng mọi người tất cả đều là nghe được kinh hồn bạt vía. Nguyên lai cái gọi là cấm thần lĩnh vực, thật sự đều là Cửu Âm Chí Tôn lưu lại cạm bẫy, vì chính là tuyển ra một bộ vô địch thân thể cung cấp hắn đoạt xác. Vì lẽ đó ngươi để lại cấm thần lĩnh vực, đồng thời để lại Cửu Âm kiếm chủ truyền thuyết, chính là vì lựa chọn ra thân thể mạnh mẽ. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, không sai, nguyên bản ta đây cái huyền tôn hẳn là một bộ thượng hạng thân thể, nhưng không nghĩ đến nhưng xuất hiện ngươi. Ngươi thật sự là cho ta một cái rất lớn kinh hỉ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thân thể giống ngươi mạnh mẽ như vậy người, chẳng lẽ ngươi vẫn đúng là tưởng tượng thượng cổ thần ma giống như, đi thân thể thành thần con đường sao? Cửu Âm Chí Tôn nhìn Lăng Tiêu, nhẹ thở dài một cái nói. Thân thể thành thần, khả năng sao? Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, như là đang hỏi Cửu Âm Chí Tôn, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu. Không có gì là không thể. Thượng cổ thần ma chính là không dựa vào thiên địa pháp tắc, không dựa vào chư thiên linh khí, lấy tự thân thần lực, liền nắm giữ đánh phá thiên địa, phá mở hỗn độn vô địch lực lượng, thậm chí không thiếu có thân thể thành thánh giả, uy năng ngất trời. Thần giới cửa lớn tuy rằng đóng, nhưng nếu ngươi thật sự có thể thân thể thành thần, hay là thật sự có hy vọng xé rách thần giới cửa lớn, thân thể thành thần. Cửu Âm Chí Tôn nhìn Lăng Tiêu, giống như là ở nhìn một cái tuyệt thế chân bảo. Thân thể thành thần, thậm chí là thân thể thành thánh sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc khát khao. Nhưng tiếc là, lão phu thật vất vả đợi vài chục vạn năm, vì lẽ đó chỉ có thể đoạt xác ngươi. Cửu Âm Chí Tôn khẽ mỉm cười nói, đoạt xác ta sợ ngươi sẽ hối hận. Lăng Tiêu nói thật, cơ thể phê quy tép phu ngươi xác thực rất mạnh, hơn nữa hẳn là nắm giữ trong truyền thuyết thần long huyết mạch. Nhưng chỉ cần ngươi chưa thành thần linh, ngươi liền căn bản không có biện pháp chống đối ta đoạt xác. Cửu Âm Chí Tôn tự tin nói rằng, ngươi cũng thật là tự tin a. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, e sợ Cửu Âm Chí Tôn không biết có vô tự thiên thư món bảo vật này. Hiện tại, ngươi có nguyện vọng gì có thể nói ra đi, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Cửu Âm Chí Tôn hơi mỉm cười nói, ngữ khí hết sức ung dung, phảng phất kế tiếp đoạt xác là một kiện rất tùy ý sự tình giống như. Mọi người đều dung một cái, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt trở nên nhìn có chút hả hê đứng lên, Cửu Âm Chí Tôn lựa chọn Lăng Tiêu đến đoạt xác, để bọn họ đều là thở phào nhẹ nhõm. Lăng Tiêu, ta nhìn ngươi lần này còn có thể bất tử. Chuyển Luân Hoành là hận nhất Lăng Tiêu một cái, giờ khắc này trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Thực sự là ngu xuẩn a, chẳng lẽ ngươi cho rằng Cửu Âm Chí Tôn đoạt xác ta thì sẽ bỏ qua các ngươi sao? Lăng Tiêu cũng là chú ý tới mọi người vẻ mặt, lắc đầu nói. Lăng Tiêu, Sở Thiên Thiên khẽ run một tiếng, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Xa xa Vô Danh đứng tại chỗ, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc mê mang, hắn vừa rồi chính tai từ Cửu Âm Chí Tôn trong miệng nghe được, Cửu Âm Chí Tôn hóa ra là dự định đoạt xác hắn, chỉ là bởi vì có lựa chọn tốt hơn, cho nên mới bỏ qua. Hắn lưng đeo vài chục vạn năm huyết hải thâm cừu, nhưng quay đầu lại phát hiện nhưng chỉ là một chuyện cười. Vô Danh nội tâm, nháy mắt tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Ngươi yên tâm, ta không sao. Lăng Tiêu cho Sở Thiên Thiên một cái an ủi ánh mắt, khẽ mỉm cười nói. Chương 922, đoạt xác, Cửu Âm tiền bối, ngươi như đoạt xác Lăng Tiêu, có thể không buông tha chúng ta. Chúng ta có thể phát xuống thiên đạo lời thề, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện ngày hôm nay, thậm chí ngươi cũng có thể lựa chọn xóa đi trí nhớ của chúng ta. Sở Kiếm thử dò xét nhìn Cửu Âm Chí Tôn một cái nói. Cái này cũng là mọi người hiện tại vấn đề lo lắng nhất. Cửu Âm Chí Tôn lựa chọn đoạt xác Lăng Tiêu, mọi người tự nhiên rất cao hứng. Nhưng mọi người cũng lo lắng Cửu Âm Chí Tôn có thể hay không đưa bọn họ cũng trực tiếp giết. Bỏ qua cho bọn ngươi, ngươi nói xem, Cửu Âm Chí Tôn tựa như cười mà không phải cười nói. Cửu Âm tiền bối, ta biết ngài thực lực mạnh mẽ. Nhưng chúng ta này nhiều người đồng thời chết ở chỗ này, đến thời điểm thập điện vương giả e sợ nhất định sẽ hoài nghi, tiền bối vừa rồi đoạt xác sống lại,
e sợ cũng không đối phó được thập điện vương giả chứ. Hy vọng tiền bối có thể cân nhắc, Sở Kiếm sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là hết sức nói rằng. Thập điện vương giả, đó là vật gì? Cửu Âm Chí Tôn thản nhiên nói, các ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho các ngươi cảm giác được thống khổ, vì báo đáp các ngươi để ta giải thoát, ta sẽ để cho các ngươi hòa vào Thái Âm huyết thần kỳ bên trong, tương lai tùy tùng ta đồng thời chinh phạt thiên hạ. Cửu Âm Chí Tôn khóe miệng lộ ra một tia tà dị. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả mọi người là không khỏi dùng mình một cái, nhất thời đều trở nên cực kỳ tuyệt vọng đứng lên. Bọn họ mặc dù không biết Thái Âm huyết thần kỳ là vật gì, thế nhưng có thể để Cửu Âm Chí Tôn không tiếc tàn sát 33 ức sinh linh mới luyện thành bảo vật, để cho bọn họ nhớ tới đều vô cùng sợ hãi. Vù, chỉ thấy Cửu Âm Chí Tôn trong tay ánh sáng lóe lên, nhất thời Vô Danh cùng Kim Cương Chí Tôn đều hướng về Thái Âm bên trong thần trận bay tới, từng đạo xích thần trật tự đến từ trên trời, cũng đem hai người bọn họ cầm giữ đứng lên. Ta tốt Huyền Tôn, không muốn vẻ mặt đưa đám, chờ lão tổ ta đoạt xác Lăng Tiêu, thì sẽ thả ngươi, đến thời điểm tổ tôn chúng ta đồng thời liên thủ, quét ngang Cửu U Đế quốc cùng thập điện vương giả, chấn chỉnh lại ta Cửu Âm bộ tộc. Đến thời điểm, ta lấy cho ngươi 10.000 cái người vợ, ta Cửu Âm bộ tộc sinh sôi trọng trách liền rơi vào trên người của ngươi. Cửu Âm Chí Tôn hướng về Vô Danh khẽ mỉm cười nói. Vô Danh cả người run lên, nhưng vẫn là cúi xuống đầu, rất cung kính nói rằng, phải. Lão tổ, ầm ầm ầm, ở Cửu Âm Chí Tôn sự khống chế, Thái Âm thần trận ánh sáng óng ánh, từng đạo màu đen sương mù bốc lên, đem tất cả mọi người bao phủ lại. Mà Cửu Âm Chí Tôn cất bước hướng về Lăng Tiêu đi tới. Tiểu tử, đàng hoàng cùng lão tổ ta hòa làm một thể đi. Lão tổ ta sẽ dẫn người đồng thời, đi tới đỉnh cao, quét ngang chư thiên, đạp lâm thần giới. Cửu Âm Chí Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia nóng rực vẻ, nháy mắt ngang trời chỉ điểm một chút hướng về phía Lăng Tiêu mi tâm. Ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận, Lăng Tiêu bình tĩnh nói, cũng không có bất kỳ phản kháng. Vèo, nhưng vào lúc này, Cửu Âm Chí Tôn nguyên thần đã hóa thành một vệt sáng, nháy mắt liền dung nhập vào Lăng Tiêu trong óc. Chỉ là, Cửu Âm Chí Tôn cũng hết sức gian trá cùng cẩn thận, chỉ là một nửa nguyên thần xông vào Lăng Tiêu trong óc, còn có một nửa nguyên thần cùng thần cách đồng thời lưu tại bên ngoài. Ầm ầm ầm, Cửu Âm Chí Tôn nguyên thần, cả người tản ra sát khí ngập trời, như một vị tuyệt đại ma thần, xuất hiện ở Lăng Tiêu trong óc. Ở Lăng Tiêu trong óc, Lăng Tiêu nguyên thần giờ khắc này đã kinh biến đến mức cực kỳ ảm đạm rồi, đồng thời quanh thân có thật nhiều đủ mọi màu sắc ánh sáng đan dệt, tản ra một luồng mờ mịt mà khí tức thần bí. Vô Tự Thiên Thư phiêu phù ở Lăng Tiêu trong óc, xem ra hết sức bình tĩnh. Chí Tôn cảnh 2 tầng tu vi, dĩ nhiên bị thương nặng như vậy thế cũng không có chết. Xem ra trên người ngươi quả nhiên có bí mật lớn. Bất quá, chờ ta cắn nuốt của ngươi nguyên thần, bí mật của ngươi dĩ nhiên là không phải bí mật. Cửu Âm Chí Tôn cười nhạt, nháy mắt ngang trời hướng về Lăng Tiêu nguyên thần đập tới. Nhưng vào lúc này, Vô Tự Thiên Thư bỗng nhiên động. Một luồng mênh mông mà khí tức bàng bạc tràn ngập ra, Vô Tự Thiên Thư trong phút chốc hào quang tỏa sáng, tràn ngập cửu sắc thần hà, từng đạo xích thần trật tự đan dệt, mặt trên có phù văn thần bí lấp lóe. Phảng phất là đang giảng giải nào đó loại thiên địa huyền bí. Cửu Âm Chí Tôn nháy mắt hoàn toàn biến sắc, đối mặt Vô Tự Thiên Thư, hắn dĩ nhiên sinh ra một loại run rế ngước nhìn thần long cảm giác. Căn bản không có thể chống đối, Cửu Âm Chí Tôn dù muốn hay không, nháy mắt liền muốn chạy ra Lăng Tiêu mi tâm. Nếu đã tới, liền ở lại đây đi. Lăng Tiêu thanh âm bình tĩnh mà hờ hững, ở trong óc ầm 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 vang vọng. Ầm ầm ầm, Vô Tự Thiên Thư nhanh đến mức cực hạn, từng đạo xích thần trật tự đến từ trên trời. Nháy mắt liền đem Cửu Âm Thiên Tôn nguyên thần cuốn lên, hướng về Vô Tự Thiên Thư bên trong lôi kéo mà tới. Đây là cái gì bảo vật? Đây là thần khí, không, cái này so với thần khí còn lợi hại hơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Cửu Âm Chí Tôn hoàn toàn sợ. Vô Tự Thiên Thư sức mạnh, so với hắn nhìn thấy thần khí còn kinh khủng hơn gấp 100 lần, 1.000 lần, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, vẫn còn có kinh khủng như vậy chí bảo. Cùng lúc đó, Cửu Âm Chí Tôn thôi thúc hắn một nửa kia nguyên thần lực lượng. Nháy mắt bùng nổ ra thần cách trong sức mạnh, ngang trời hướng về Lăng Tiêu tiêu diệt mà tới. Chỉ cần có thể đi trước một bước đem Lăng Tiêu chém giết, món bảo vật này dĩ nhiên là thành vật vô chủ. Thời khắc này, Cửu Âm Chí Tôn cũng không tiếp tục muốn đoạt xác Lăng Tiêu sự tình, bảo mệnh quan trọng. Hắn cũng rốt cuộc biết Lăng Tiêu vì là sao như thế bình tĩnh, nguyên lai có loại bảo vật này. Cửu Âm Chí Tôn cũng vui mừng, còn muốn hắn khá là cẩn thận, chỉ vận dụng một nửa nguyên thần lực lượng đến đoạt xác Lăng Tiêu. Nếu không thì chỉ sợ hắn hôm nay thật vẫn muốn lật thuyền trong mương. Vô dụng, Lăng Tiêu thản nhiên nói, chỉ thấy Vô Tự Thiên Thư nháy mắt lao ra Lăng Tiêu mi tâm, hóa thành một mảnh óng ánh chói mắt vòng xoáy, nháy mắt liền đem Cửu Âm Chí Tôn một nửa kia nguyên thần,
thậm chí là viên kia thần cách đều cầm giữ đứng lên. Lăng Tiêu trước cùng Cửu Âm Chí Tôn tán gẫu ngày, một cái là từ Cửu Âm Chí Tôn nơi đó hiểu rõ một chút sự tình, thứ hai cũng là kéo dài thời gian. Vô Tự Thiên Thư sức mạnh rất mạnh, nhưng Lăng Tiêu muốn làm một đòn giết chết. Vì lẽ đó, hắn không tiếc liều mạng thương thế tăng thêm, cũng mạnh mẽ hơn vận dụng một tia nguyên thần lực lượng, hướng về Cửu Âm Chí Tôn phát động tuyệt sát một đòn. Vô Tự Thiên Thư phiêu phù ở trên hư không, hóa thành một đạo cực kỳ kinh khủng nuốt chửng vòng xoáy, từng đạo xích thần trật tự đan dệt, đem Cửu Âm Chí Tôn nguyên thần cùng thần cách xoắn tới, muốn hoàn toàn luyện hóa cùng nuốt chửng. Cái này không thể nào, tiểu tử, ta làm sao sẽ bại bởi ngươi? Thái Âm Huyết Thần Kỳ, giết cho ta! Cửu Âm Chí Tôn giống lớn một tiếng, hắn trong nguyên thần, nháy mắt có một đạo huyết sắc đại kỳ bay lượn mà lên, tản ra ngập trời tinh lực, phảng phất đem bên trong đất trời đều hóa thành một mảnh mênh mông huyết hà. Đây chính là Cửu Âm Chí Tôn trảm giết 33 ức sinh linh luyện chế Thái Âm Huyết Thần Kỳ, là vô thượng thần thuật, cũng là bảo vật tuyệt thế, có cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Thái Âm Huyết Thần Kỳ bỗng nhiên đụng vào Vô Tự Thiên Thư bên trên, nhất thời để Vô Tự Thiên Thư kịch liệt bắt đầu run rẩy. Lăng Tiêu không khỏi rên khẽ một tiếng, khóe miệng chảy ra một vệt máu, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch. Hắn mạnh mẽ thôi thúc Vô Tự Thiên Thư, vốn là dẫn động nguyên thần thương thế, giờ khắc này Thái Âm Huyết Thần Kỳ kịch liệt phản kháng, dĩ nhiên là để hắn bị một ít phản phệ. Chương 923, Thái Âm Huyết Thần Kỳ. Giống, Thái Âm Huyết Thần Kỳ trải rộng ra, như một đạo huyết sắc thiên hà, đem thiên địa đều bao phủ lại, đồng thời có quỷ khóc sói tru âm thanh tràn ngập, ngàn tỷ tia máu thần dường như muốn từ huyết thần bên trong lao ra, đem Lăng Tiêu nguyên thần hoàn toàn nghiền nát. Thế nhưng, Vô Tự Thiên Thư ánh sáng óng ánh, từng đạo xích thần trật tự, tràn ngập cường đại lực lượng pháp tắc, đem Thái Âm Huyết Thần Kỳ vững vàng mà ràng buộc ở trong đó. Đồng thời, Thái Âm Huyết Thần Kỳ phảng phất khơi dậy Vô Tự Thiên Thư hứng thú, bắt đầu toàn lực trấn áp lên. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, thần quang óng ánh lóa mắt, Vô Tự Thiên Thư tản ra một luồng khí tức thần bí, từng đạo xích thần trật tự đem Cửu Âm Chí Tôn nguyên thần quấn vòng, đồng thời bắt đầu nuốt chửng Cửu Âm Chí Tôn nguyên thần. Thái Âm Huyết Thần Kỳ bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần tinh lực tinh hoa, giờ khắc này kịch liệt rung động, dĩ nhiên nháy mắt ngưng tụ thành một vị huyết sắc cự long, xem ra vô cùng thần bí, cả người phảng phất bao phủ một cổ thần bí hỏa diễm, hai mắt thần bí khó lường, chất chứa nhật nguyệt. Này chính là trong truyền thuyết thần thú Trúc Long, bị Cửu Âm Chí Tôn lấy Thái Âm Huyết Thần Kỳ ngưng tụ ra, khí tức hết sức khủng bố. Đối mặt với một vị huyết sắc cự long, Lăng Tiêu cả người run lên, huyết mạch của hắn cũng bắt đầu sôi trào lên, dĩ nhiên truyền ra một loại khát vọng mãnh liệt. Ầm ầm, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nháy mắt Thôn Thiên Vương đỉnh bị hắn lấy ra, một đạo bảy màu thần long ngang dọc hư không, quay quanh ở Thôn Thiên Vương đỉnh bên trên, hướng về vị này huyết sắc trúc long cắn nuốt. Ở Vô Tự Thiên Thư cùng Thôn Thiên Vương đỉnh song trọng trấn áp bên dưới, Cửu Âm Chí Tôn cảm giác được tự thân nguyên thần lực lượng nhanh chóng trôi đi, liền ngay cả Thái Âm Huyết Thần Kỳ cùng thần cách đều đang không có bất kỳ biện pháp nào điều động. Tiểu tử, ngươi thả ta, ta đáp ứng không nữa đoạt xác ngươi, nếu không thì ta xúc động thần cách sức mạnh, trực tiếp tự bạo, đến thời điểm ngươi và ta đều phải chết. Cửu Âm Chí Tôn trong thanh âm cũng lộ ra một tia kinh hoàng. Đến rồi Cửu Âm Chí Tôn như vậy cấp độ, sống được càng lâu lại càng sợ chết, trước hắn mặc dù coi như hết sức tự tin, nhẹ như mây gió, đó là bởi vì hắn nhận thức là tất cả đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Mà bây giờ, hắn phát hiện chẳng những không có biện pháp đoạt xác Lăng Tiêu, vẫn còn có một loại cũng bị Lăng Tiêu giết chết xu thế, nhất thời liền bắt đầu cuống lên. Tự bạo sao, nhưng tiếc là ngươi không làm được. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, ở toàn lực của hắn dưới sự thúc giục. Vô Tự Thiên Thư bên trong phảng phất tạo thành một mảnh cực kỳ kinh khủng hỗn độn thế giới, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng Cửu Âm Chí Tôn nguyên thần cùng với cái viên này thần cách sức mạnh. Mà Cửu Âm Chí Tôn cùng thần cách trong đó liên hệ, chợt bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở Thái Âm bên trong thần trận, bốn phía hắc quang dâng trào, mây mù bốc lên, Thái Âm thần trận sức mạnh bộc phát ra, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu ép thành bột mịn. Nhưng Lăng Tiêu quanh thân có Vô Tự Thiên Thư cùng Thôn Thiên Vương đỉnh bảo vệ, Thái Âm thần trận sức mạnh căn bản không có biện pháp làm sao hắn. Khốn nạn, tiểu tử, ta coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cửu Âm Chí Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ oán độc vẻ mặt, hắn không nghĩ tới hắn nguyên thần cùng thần cách trong đó liên hệ đều bị Lăng Tiêu cắt ra. Tính tình của hắn ngược lại cũng đúng là vô cùng quả quyết, mắt thấy sẽ phải bị Lăng Tiêu cứng rắn luyện hóa, hắn đơn giản trực tiếp dẫn động sau cùng một tia nguyên thần lực lượng, tự bạo ra. Cửu Âm Chí Tôn nguyên thần trực tiếp nổ thành một mảnh hư vô. Thế nhưng cái kia cổ kinh khủng hủy diệt thần quang, bị Vô Tự Thiên Thư cuốn một cái,
nháy mắt liền hoàn toàn bị thôn vệ cùng luyện hóa. Ở Lăng Tiêu trước mặt, chỉ còn lại có một đạo thái âm huyết thần kỳ cùng một viên thần cách. Đã không có cửu âm chí tôn ngăn cản, cái kia một gieo phê 17 đạo thái âm huyết thần kỳ, dĩ nhiên nháy mắt hóa thành một đạo bàng bạc khí huyết tinh hoa, dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Mà viên kia thần cách, cũng bị Vô Tự Thiên Thư nuốt chửng, sau đó hóa thành bàng bạc nguyên thần tinh hoa dung nhập vào Lăng Tiêu trong óc. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân áng vàng tràn ngập, thiểm điện dâng trào, trong thân thể của hắn, từng đạo huyết mạch như long, chợt bắt đầu điên cuồng dung hợp thái âm huyết thần kỳ sức mạnh. Lăng Tiêu trong lòng lóe lên một tia hiểu ra vẻ, thái âm huyết thần kỳ chính là cửu âm chí tôn lấy trúc long huyết mạch ngưng tụ mà thành, ẩn chứa nào đó loại trúc long thần thông, mạnh mẽ vô cùng. Lăng Tiêu luyện hóa thái âm huyết thần kỳ, cũng chính là tương đương với luyện hóa trúc long huyết mạch. Hào quang óng ánh nổ ra, một đạo cổ xưa mà khí tức thần bí tràn ngập ở Lăng Tiêu trong óc, Lăng Tiêu phảng phất nhìn thấy ở một mảnh mênh mông trong hỗn độn, có một đạo xích long như máu cự long, cả người vòng quanh vô tận hỏa diễm, chiều cao mấy triệu dặm, quay quanh ở trong hỗn độn, mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều sẽ để trong hỗn độn vô số thế giới nổ ra, vô số thế giới tân sinh. Nó mở mắt thời điểm, thế giới lâm vào vĩnh hằng quang minh bên trong. Nó nhắm mắt lại thời điểm, bóng tối vô tận bao phủ hỗn độn. Đây chính là Trúc Long, Thái Cổ Trúc Long, trong truyền thuyết nắm giữ hắc ám cùng quang minh, chủ thể thế giới hủy diệt cùng tân sinh, có thể cùng Thái Cổ Tổ Long tranh đấu vĩ đại tồn tại. Lăng Tiêu một bên luyện hóa Trúc Long huyết mạch, một bên tìm hiểu trong huyết mạch tích chứa thượng cổ ký ức, lâm vào một loại cảnh giới thần bí bên trong. Mà bởi vì cửu âm chí tôn tử vong, thái âm bên trong thần trận, thần quang rừng rực, óng ánh lóa mắt, ngoại trừ chín đại kiếm chủ ở ngoài, những người khác tất cả đều hoàn toàn hóa thành một mảnh cho bụi. Chín đại kiếm chủ đều hoàn toàn biến sắc, nhìn trước mắt như hủy diệt một loại thần quang bão táp, trong ánh mắt đều là cực kỳ chấn động thời điểm, không biết chuyện gì xảy ra. Vô Danh, đến vào lúc này, ngươi còn không nghĩ biện pháp sao? Như là chờ cửu âm chí tôn hoàn thành đoạt xác, đến thời điểm ngươi cũng không sống nổi. Đừng tưởng rằng ngươi là hắn huyền tôn, hắn thì sẽ bỏ qua ngươi, hắn giết người không chớp mắt, há lại sẽ quan tâm ngươi cái này huyền tôn. Sở Kiếm trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột vẻ, nhìn Vô Danh nói rằng. Đúng đấy, Vô Danh, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp phá mở thái âm thần trận, bằng không đến thời điểm chúng ta đều phải chết. Vô Danh, chỉ cần ngươi có thể đã cứu chúng ta, bất luận ngươi muốn cái gì, chúng ta đều cho ngươi. Chuyển Luân Hoành cùng Đoàn Trường Không đám người cũng đều là liền vội vàng nói. Bọn họ lần này nguyên vốn còn muốn có thể thu được cửu âm chí tôn truyền thừa, nhưng không nghĩ tới liên tiếp rơi đến rồi trong bẫy dập. Bọn họ tuy rằng đối với Vô Danh hận tới cực điểm, nhưng giờ khắc này nhưng trông cậy vào hắn có thể đủ phá mở thái âm thần trận, bởi vậy đều theo chịu ở sát ý trong lòng. Ha ha ha, muốn để ta giúp các ngươi, nằm mơ, lão tổ đoạt xác Lăng Tiêu, đến thời điểm nhất định sẽ một lần quét ngang thiên hạ, ta theo lão tổ, sau này sẽ là này luân hồi đại thế giới chủ tể, há lại sẽ quan tâm các ngươi điểm ấy chỗ tốt. Các ngươi vẫn là chờ chết đi, Vô Danh cười lạnh một tiếng nói rằng, hắn tự nhiên không tin trước mắt nhóm người này, cửu âm chí tôn tuy rằng giết người đầy đồng, nhưng dù sao cũng là Vô Danh thái gia gia, tối thiểu muốn so với trước mắt nhóm người này muốn tin cậy rất nhiều. Khốn nạn, tất cả mọi người là dồn dập tức giận mắng, nhưng cũng không có biện pháp nào. Cũng không biết Lăng Tiêu thế nào rồi. Lăng Tiêu, ngươi nhất định phải chống đỡ a. Sở Thiên Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Em gái ngoan của ta, ngươi yên tâm đi. Lăng Tiêu tiểu tử kia chắc chắn phải chết, khẳng định đã bị cửu âm chí tôn đoạt xác, chỉ là không nghĩ tới, ta Sở Kiếm ngút trời anh tài. Dĩ nhiên sẽ chết ở chỗ này, ta không cam lòng a. Sở Kiếm cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ không cam lòng vẻ mặt. Chương 924, đại loạn chiến. Chín đại kiếm chủ đều bị thái âm thần trận cầm giữ đứng lên. Nguyên bản, chín người đều cho rằng lần này Lăng Tiêu chắc chắn phải chết, đợi đến cửu âm chí tôn đoạt xác Lăng Tiêu phía sau, chính là tử kỳ của các nàng. Nhưng giờ khắc này, thái âm bên trong thần trận, ánh sáng óng ánh, hắc quang tràn ngập, một luồng sát khí ngập trời tràn ngập ra. Cả tòa thái âm thần trận phảng phất tùy thời có thể nổ ra giống như. Mà chín đại kiếm chủ trên người cầm cố lực lượng, chợt bắt đầu trở nên yếu đi đứng lên. Chuyện gì thế này? Sở Kiếm kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Chẳng lẽ Lăng Tiêu giết cửu âm chí tôn sao? Sở Thiên Thiên phảng phất nghĩ tới khả năng nào đó, không khỏi kinh ép Mikidu hô thành tiếng nói. Căn bản không khả năng, cửu âm chí tôn chính là thần linh cường giả, Lăng Tiêu làm sao có khả năng giết được hắn? Chuyển Luân Hoành cười lạnh một tiếng nói, vừa rồi Lăng Tiêu nói, thái âm thần trận chính là cửu âm chí tôn chủ trì, mà bây giờ thái âm thần trận sức mạnh yếu đi, đây rõ ràng đã là không có ai đang chủ trì thái âm thần trận, nói không chắc cửu âm chí tôn thật sự bị Lăng Tiêu giết.
Tống Ngọc cũng là ngạc nhiên nói rằng, ngu xuẩn, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô Danh cười lạnh một tiếng nói, các ngươi nhất định chính là mơ hão, Lăng Tiêu khẳng định đã chết. Cho tới Thái Âm Thần trận sức mạnh yếu bớt, nhất định là ta Thái Gia Gia đang ở đoạt xác Lăng Tiêu, không có công phu tiếp tục chủ trì Thái Âm Thần trận. Vô Danh nói cũng phải một khả năng, hơn nữa còn là một loại độ khả thi rất lớn. Chư vị, chúng ta đồng thời phá mở Thái Âm Thần trận. Mặc kệ Cửu Âm Chí Tôn có hay không đoạt xác Lăng Tiêu, chỉ cần chúng ta chạy đi, đem nơi này tin tức truyền đi, đợi đến Thập Điện Vương giả đến đây, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Sở Kiếm trong ánh mắt lộ ra một tia trải qua vội hỏi. Thái Âm Thần trận sức mạnh càng ngày càng yếu, đã để cho bọn họ nhìn thấu hy vọng chạy trốn. Được, chúng ta đồng loạt ra tay. Đoàn Trường Không, Đô Thiên Hà, Biện Vân bọn người là dồn dập hưởng ứng. Ầm ầm, ngoại trừ Vô Danh cùng Kim Cương Chí Tôn ở ngoài, bảy người kia tất cả đều ra tay rồi, dồn dập sử dụng tới thân thể mạnh mẽ lực lượng, công kích Thái Âm Thần trận. Thái Âm Thần trận chính là thượng cổ thần trận, nguyên bản bọn họ căn bản không có biện pháp phá mở, nhưng theo Thái Âm Thần trận sức mạnh càng ngày càng yếu, bọn họ công kích Thái Âm Thần trận, cũng để Thái Âm Thần trận bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể phá nát. Bảy đại cường giả trong lòng, tất cả đều là sinh ra mãnh liệt đào mạng dục vọng, đang ở không biết mệt mỏi công kích Thái Âm Thần trận. Vô dụng, các ngươi hết hy vọng đi, coi như là phá mở Thái Âm Thần trận, các ngươi cũng là chắc chắn phải chết. Vô Danh cười lạnh một tiếng nói, hắn đối với Cửu Âm Chí Tôn có mãnh liệt tự tin, chỉ bằng vào những người này sức mạnh, ở cấm thần lĩnh vực bên trong, muốn phá mở Thái Âm Thần trận, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Thế nhưng, theo Thái Âm Thần trận sức mạnh càng ngày càng yếu, Vô Danh trong lòng cũng là bắt đầu chìm xuống. Hắn căn bản không biết là, làm là trận nhãn nòng cốt Cửu Âm Chí Tôn đã hoàn toàn hồn phi phách tán, mà thần cách cùng Thái Âm Huyết Thần Kỳ đang bị Lăng Tiêu luyện hóa. Không có ai chủ trì Thái Âm Thần trận, tuy rằng như cũ rất mạnh, nhưng đã không phải là lao không thể gãy, có kẽ hở. Cứ như vậy, mọi người quay về Thái Âm Huyết Thần Kỳ cuồng oanh loạn tạc sắp tới một tháng. Thái Âm Thần trận sức mạnh đã yếu ớt đến rồi cực hạn, mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng kích động cùng thần sắc hưng phấn. Phá cho ta, Sở Kiếm giống lớn một tiếng, hắn một quyền đến từ trên trời, thôi thúc quanh thân lưu ly bất diệt thể, bạo phát ra chí cường một quyền, trực tiếp đánh vào Thái Âm Thần trận sau cùng cái kia một đạo kết giới bên trên. Răng rác, màu đen thần quang bạo nổ mở, Thái Âm Thần trận hoàn toàn bể nát ra. Mọi người lại lần nữa xuất hiện ở Cửu Âm Thần cung bên trong. Chỉ là giờ khắc này, một mảnh hào quang màu đen đem Lăng Tiêu bao phủ lại, mơ hồ truyền ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Mọi người có thể nhìn ra, người kia chính là Lăng Tiêu. Vô Danh, mở ra Cửu Âm Thần cung cửa lớn, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, liền để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Chuyển Luân Hoành đám người đem Vô Danh cùng Kim Cương Chí Tôn bao vây lại, từng cái trong ánh mắt tràn đầy nóng rực sát cơ. Vì phá mở Thái Âm Thần trận, Sở Kiếm chờ bảy đại kiếm chủ đều sắp kiệt sức, đồng thời còn phải phòng bị Vô Danh cùng Kim Cương Chí Tôn, như không phải mãnh liệt đào mạng dục vọng chống đỡ lấy, chỉ sợ bọn họ cũng đã té xỉu ở chỗ này. Thế nhưng Thái Âm Thần trận tuy rằng bị phá mở, Cửu Âm Thần cung vẫn cứ đóng lại. Bảy đại cường giả đem Vô Danh cùng Kim Cương bao vây lại, cưỡng bức hai người bọn họ mở ra Cửu Âm Thần cung cửa lớn. Các ngươi đừng hòng, ha ha ha, coi như là phá tan rồi Thái Âm Thần trận thì lại làm sao? Chờ Thái Gia Gia tỉnh lại, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Vô Danh cất tiếng cười to, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lạnh như băng vẻ mặt. Bắt bọn hắn lại, Sở Kiếm trong ánh mắt sát cơ lóe lên, ngang trời liền hướng về Vô Danh nhào tới. Các ngươi muốn chết, Kim Cương, ta cùng tiến lên, giết bọn họ. Vô Danh ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, dĩ nhiên không tránh không né, ngang trời một quyền đánh về Sở Kiếm. Vô Danh mặc dù coi như vóc người gầy yếu, nhưng này đấm ra một quyền, lại có đầy trời phong lôi kích đáng, phảng phất có từng đạo màu đen lôi đình ở Vô Danh trong quả đấm nổ ra, cùng Sở Kiếm ngạnh hám một cái. Ầm ầm, Vô Danh thân hình run lên, quanh thân có một luồng sáng chói tia lôi dẫn bộc phát ra, nhưng Sở Kiếm lại bị hắn một quyền đánh bay hơn 10 trượng. Cái gì? Sở Kiếm trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, vì phá mở Thái Âm Thần trận, cơ thể hắn lực lượng tiêu hao rất nhiều, nhưng giờ khắc này toàn lực vận chuyển lưu ly bất diệt thể, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Vô Danh thân thể dĩ nhiên không yếu hơn hắn trên bao nhiêu, đồng thời còn cưỡi một cổ hủy diệt hết thảy sức mạnh sấm sét. Đừng tưởng rằng thân thể của các ngươi rất mạnh, ta Cửu Âm bộ tộc Cửu Âm thần thể, điều động Cửu Âm thần lôi, uy lực vô cùng. Các ngươi đã muốn chết, coi như không có Thái Gia Gia, ta cũng có thể đem bọn ngươi giết hết tất cả. Vô Danh vẻ mặt dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Trước hắn cũng không động thủ,
chỉ là kiêng kỵ thân phận của những người này, dù sao đều là thập điện vương giả dòng dõi, nói không chắc trong nguyên thần thì có thập điện vương giả lưu lại hậu chiêu, như là ép bọn họ e sợ sẽ đồng quy vu tận cũng không nhất định. Nhưng giờ khắc này, trước mắt bảy người này muốn phải bắt được Vô Danh, uy hiếp hắn mở ra cửu âm thần cung cửa lớn, hắn tự nhiên không muốn. Kha kha, chư vị vương tử đại nhân, mời các ngươi đến thử xem bản tọa kim cương thần quyền. Xem ra vô cùng thật thà kim cương chí tôn, trong ánh mắt cũng là lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo, đấm ra một quyền, quyền thế hùng hồn minh mông, uy lực vô cùng, kinh khủng thân thể lực lượng, để cú đấm này nhanh đến mức cực hạn, dĩ nhiên một quyền liền phá tan rồi chuyển luân hoành cùng biện vân hai người phong tỏa, trực tiếp đánh vào lồng ngực của bọn họ bên trên. Răng rác, chuyển luân hoành cùng biện vân đều là lồng ngực sụp đổ, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Bọn họ nguyên lai vẫn không có đem kim cương chí tôn thả ở trên người, nhưng không có nghĩ đến kim cương chí tôn thân thể, lại bị chuyển luân hoành kim cương bất phôi thần công còn kinh khủng hơn. Chương 925, cút, giết, ta tới cuốn lấy Vô Danh, các ngươi giết kim cương chí tôn, hôm nay không là bọn hắn chết, chính là chúng ta chết. Sở Kiếm trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia hung ác, trước tiên hướng về Vô Danh nhào tới. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Sở Kiếm lòng như lửa đốt, Lăng Tiêu lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Đợi đến cửu âm chí tôn triệt để hoàn thành đoạt xác tỉnh lại, bọn họ chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, hiện tại nhất định phải đem Vô Danh cùng kim cương chí tôn bắt, mở ra cửu âm thần cung, mới có thể chạy ra sinh thiên. Được, sáu người khác trong ánh mắt cũng đều là lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ, đồng thời hướng về kim cương chí tôn đánh tới. Các ngươi muốn chết, Vô Danh nổi giận, muốn đi vào trợ giúp kim cương chí tôn, nhưng cũng bị Sở Kiếm chặt chẽ cuốn lấy. Sở Kiếm giờ khắc này tuy rằng thân thể có chút suy nhược, nhưng lưu ly bất diệt thể vẫn là vô cùng mạnh mẽ, hắn không tiếc liều mạng bị Vô Danh kích thương, cũng phải ngăn cản Vô Danh, để Vô Danh căn bản không có cơ hội đi trợ giúp kim cương chí tôn. Giết hắn đi, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyển Luân Hoành, Sở Thiên Thiên, Tống Ngọc, Đô Thiên Hà, Đoàn Trường không cùng Biện Vân sáu đại cường giả, cũng đều là biết tình thế nguy cấp, giờ khắc này đều là buông xuống khúc mắc, bắt đầu chung sức hợp tác. Ầm ầm ầm, hư không chấn động kịch liệt. Cả tòa cửu âm thần cung đều ở bắt đầu run rẩy, ở bọn họ sáu người phía sau, trợn mắt kim cương chấn áp thiên địa, màu đỏ cự long vật lộn thiên khung, ánh kiếm cuồn cuộn hóa thành huyết hà, tinh hà rung động vạn sao lay động, thái cổ hung thú rít gào bát hoang. Bọn họ thi triển ra kinh khủng nhất thân thể lực lượng, hóa thành từng đạo mạnh mẽ vô cùng dị tượng, đồng thời hướng về kim cương chí tôn đánh giết mà tới. Giết, 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 kim cương chí tôn cũng là hoàn toàn điên cuồng, quanh người hắn kim quang óng ánh. Cả người ra thịt tản ra khủng bố vô cùng sức mạnh, như một vị tuyệt thế chiến thần, triển khai cương mãnh vô cùng kim cương thần quyền, hướng về sáu người đánh tới. Ầm ầm, bảy bóng người nhanh chóng ở trong hư không va chạm, chuyển luân hoành chờ sáu người đều là bị kim cương thần quyền bắn trúng, dồn dập ho ra máu lùi về sau. Mà kim cương chí tôn cũng là vô cùng thê thảm, chiến đến điên cuồng, cả người đều là vết máu. Cuối cùng, kim cương chí tôn thân thể đều phải bị bọn họ sáu người đánh nát. Thế nhưng kim cương chí tôn cũng là vô cùng khủng bố, Đô Thiên Hà, Đoàn Trường không cùng Biện Vân ba người, lại bị hắn cứng rắn đánh thành nát tan. Như không là ba người bọn họ nguyên thần thoát được nhanh, sợ rằng cũng phải hoàn toàn bị kim cương chí tôn nổ nát. Bất quá kim cương chí tôn cuối cùng, cũng bị Sở Thiên Thiên đánh bể thân thể, bị Tống Ngọc một chiêu kiếm quán xuyên mi tâm, hoàn toàn hồn phi phách tán. Một vị chí tôn cảnh 9 tầng cường giả, chết trận. Vô Danh, kim cương chí tôn đã chết, người muốn là nếu không muốn chết. Cũng nhanh chút mở ra cửu âm thần cung cửa lớn. Sở Kiếm trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, cùng chuyển luân hoành, Sở Thiên Thiên, Tống Ngọc bốn người đồng thời, đem Vô Danh vây. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, muốn giết ta, ta muốn để cho các ngươi, cho kim cương chôn cùng. Vô Danh cuồng tiếu một tiếng, quanh thân tỏa ra một cổ kinh khủng sát khí ngập trời. Thân thể của hắn nháy mắt bành trướng lên, dĩ nhiên hóa thành cao 10 trượng, quanh thân hắc quang bốc lên, từng đạo âm hàn sức mạnh sấm sét tràn ngập. Quanh thân khí tức, dĩ nhiên vào đúng lúc này tăng vọt gấp 10 lần. Người dĩ nhiên thiêu đốt cửu âm huyết mạch, Sở Kiếm trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt, kinh hô lên nhất thanh nói. Cửu âm bộ tộc cửu âm thần thể, khủng bố tuyệt luân, có thể điều động cửu âm thần lôi, mà Vô Danh thiêu đốt cửu âm huyết mạch, tuy rằng có thể để thân thể bùng nổ ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng, nhưng đánh một trận xong, cửu âm huyết mạch thì sẽ hoàn toàn biến mất, hơn nữa cả người cũng sẽ phải chịu cực đại phản phệ. Vô Danh vì giết bọn họ, dĩ nhiên không tiếc thiêu đốt cửu âm huyết mạch. Thời khắc này, Vô Danh cho Sở Kiếm cảm giác, dĩ nhiên so với phía trước Lăng Tiêu còn kinh khủng hơn. Giết các ngươi, Thái gia gia tự nhiên sẽ cho ta tái tạo cửu âm huyết mạch, các ngươi đều đi chết đi cho ta.
Vô Danh điên cuồng hét lên một tiếng, âm thanh như thái cổ thú dữ gào thét, chấn động đến mức tất cả mọi người là lỗ tai nổ vang. Vô Danh ngang trời một quyền đánh tới, quyền ấn bên trên ẩn chứa ngập trời lôi đình, hướng về chuyển luân hoành phủ đầu nổ xuống. Cú đấm này không thể tránh khỏi, khủng bố tới cực điểm, chuyển luân hoành giống lớn một tiếng, sử dụng tới kim cương bất phôi thần công sức mạnh mạnh nhất, quanh thân bắp thịt phồng lên, còn như đúc bằng vàng ròng, song quyền cùng xuất hiện. Răng rác, chuyển luân hoành hai tay dĩ nhiên nháy mắt nổ tung, ngay sau đó là thân thể của hắn, tứ chi, đầu lâu dĩ nhiên đồng thời hóa thành một mảnh xương đi năm rớt cô máu. Chuyển luân hoành nguyên thần nhọn kêu một tiếng, ngang trời Nazi đi ra ngoài, trốn ở một bên. Cái thứ nhất, Vô Danh trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn vẻ, ánh mắt rơi vào Tống Ngọc trên người, lại là đấm ra một quyền. Ở Cửu Âm Thần Cung bên trong, đơn giản là không thể tránh khỏi, Tống Ngọc cầm kiếm mà đến, quanh thân tinh lực ngất trời, nhưng tương tự bị Vô Danh một quyền đánh nổ, chỉ còn lại có một đạo hốt hoảng chạy thục mạng nguyên thần. Thứ hai, Vô Danh cười lạnh một tiếng, ngang trời một quyền hướng về Sở Kiếm đánh tới. Ầm ầm ầm, quyền ấn sợ hãi, Cửu Âm Thần Lôi tràn ngập, thiên địa rung động, phảng phất là một tòa thái cổ thần sơn chấn áp xuống, Sở Kiếm hoàn toàn biến sắc, hắn biết tuyệt đối không ngăn được cú đấm này, e sợ rất có thể liền muốn cùng chuyển luân hoành đám người giống như, nháy mắt bị đánh bể thân thể. Thế nhưng, hắn không cam lòng, lưu ly bất diệt thể hắn hao phí vô tận tài nguyên, vô số bảo vật, mới ngưng tụ như vậy một bộ vô thượng bảo thể, chỉ cần lưu ly bất diệt thể hoàn toàn đại thành, hắn thì có tranh đấu thiên hạ thực lực, làm sao có thể hủy ở đây. Sở Kiếm trong ánh mắt lộ ra một tia hung ác, bỗng nhiên bắt được bên cạnh Sở Thiên Thiên, bỗng nhiên hướng về Vô Danh quăng đến. Cái gì? Sở Thiên Thiên cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, Sở Kiếm vì mạng sống, dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn vô tình, không tiếc đưa nàng ném ra chống đối cú đấm này. Sở Thiên Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia thê thảm nụ cười. Nàng có thể cảm giác được một quyền này khủng bố, hay là của nàng nguyên thần đều phải bị cú đấm này hoàn toàn oanh vỡ đi ra. Lại chết như vậy sao? Sở Thiên Thiên trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, vù, nhưng vào lúc này, một đạo kim quang sáng chói đến từ trên trời, ẩn chứa mênh mông vô cùng sức mạnh, nháy mắt liền chắn Sở Thiên Thiên trước mắt. Đó là một căn trong suốt ngón tay, áng vàng lượn lờ, óng ánh hoàn mỹ, nhưng lại giống như một căn thông thiên thần trụ, chặn lại rồi Vô Danh một quyền, để cái kia một đạo quyền ấn cũng không còn biện pháp đi tới mảy may. Sở Thiên Thiên cả người run lên, bỗng nhiên quay đầu lại. Sau lưng nàng, Lăng Tiêu áo trắng như tuyết. Sợi tóc màu trắng bay lượn, vóc người thon dài mà mạnh mẽ, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt óng ánh tới cực điểm, cả người đều tản ra một luồng mênh mông mà cường đại khí tức, xem ra siêu phàm thoát tục, như thần giáng trần. Cút, Lăng Tiêu trong miệng nhàn nhạt hộc ra một chữ, nhất thời như một đạo kinh khủng long gầm chấn động cửu tiêu, vô hình sóng trùng kích đến từ trên trời, như một đạo kinh khủng ánh đao, hung hăng đánh vào Vô Danh trên người, trực tiếp đem Vô Danh nổ bay ra ngoài. Chương 926, chỉ tay giết chết. Cái gì? Mọi người đều kinh hãi, từng cái trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Bọn họ bởi vì Lăng Tiêu cường đại sợ hãi, cũng bởi vì Lăng Tiêu ra tay đối phó Vô Danh mà cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ, Lăng Tiêu cũng không có bị Cửu Âm Chí Tôn đoạt xác sao? Một nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người là cả người dùng mình một cái. Ngươi là, Lăng Tiêu, Sở Thiên Thiên nhìn Lăng Tiêu, âm thanh có chút run rẩy, trong ánh mắt mang theo một vẻ vui mừng cùng vẻ chờ mong. Không sai, là ta. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, không thể, căn bản không khả năng, ngươi làm sao còn sống, lấy thực lực của ngươi, căn bản không chống đỡ nổi ta Thái Gia Gia đoạt xác. Ngươi rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô Danh trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, một bên điên cuồng hét lên, một bên miệng to ho ra máu. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Lăng Tiêu sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất, lại chính là chỉ tay đưa hắn đánh thành trọng thương. Hắn thiêu đốt Cửu Âm huyết mạch bộc phát ra thân thể lực lượng, dĩ nhiên không chống đỡ được Lăng Tiêu chỉ tay. Không có gì không thể, ta sống, Cửu Âm Chí Tôn tự nhiên đã chết, Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Lần này, Lăng Tiêu đều là suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Cửu Âm Chí Tôn tàn hồn cùng cái kia một đạo thần cách cũng cho qua, căn bản không chống đỡ được Vô Tự Thiên Thư sức mạnh, thế nhưng Thái Âm huyết thần kỳ hết sức huyền diệu, ẩn chứa thái cổ trúc long huyết mạch, mạnh mẽ vô cùng, như không phải Cửu Âm Chí Tôn tàn hồn cuối cùng lựa chọn tự bạo, hưu chết vào tay ai vẫn đúng là cũng chưa biết. Bất quá, chém giết Cửu Âm Chí Tôn phía sau, Lăng Tiêu thu hoạch cũng là cực kỳ to lớn. Lăng Tiêu thân thể nguyên bản liền đã đạt đến chân long thân thể cảnh giới đại thành, bây giờ dung hợp thái cổ trúc long huyết mạch, dĩ nhiên để hắn một lần tăng lên tới chân long thân thể viên mãn cảnh giới. Còn có chính là Cửu Âm Chí Tôn tàn hồn cùng với viên kia thần cách, bị Vô Tự Thiên Thư luyện hóa phía sau,
tặng lại một đạo cực kỳ tinh thuần thần hồn lực lượng, để Lăng Tiêu nguyên thần từ trong yên lặng tỉnh lại. Thần cách chính là thần đạo phép tắc tinh hoa, cứng rắn không thể phá vỡ, đáng tiếc Lăng Tiêu còn chưa kịp tốt nghiên cứu kỹ, đã bị Vô Tự Thiên Thư nuốt vào. Hơn nữa, cắn nuốt viên kia thần cách phía sau, Lăng Tiêu cảm giác được Vô Tự Thiên Thư đã hướng tới viên mãn, sẽ phải dựng dục ra một loại mới bí thuật đi ra, để Lăng Tiêu vô cùng chờ mong. Bây giờ, Lăng Tiêu thân thể viên mãn, nguyên thần từ từ thức tỉnh, chỉ cần đi vào đến Sở Giang vực Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong, khôi phục một thân thần lực, Lăng Tiêu thương thế liền có thể lấy hoàn toàn khỏi rồi. Hơn nữa, thần cách bên trong tích chứa cường đại lực lượng pháp tắc, mặc dù chỉ là bị Lăng Tiêu hấp thu một tia, nhưng cũng được ích lợi vô cùng, nói không chắc thương thế triệt để khôi phục phía sau, tu vi còn sẽ có tinh tiến. Ở bị thương khoảng thời gian này, Lăng Tiêu bình tĩnh lại, đánh bóng thân thể, tìm hiểu thiên địa, trước bởi vì tu vi tăng nhanh như gió mà tạo thành một chút tì vết, bắt đầu được bù đắp, cả người càng phát viên mãn như một. Ta không tin, Lăng Tiêu, ta muốn giết ngươi. Vô Danh vừa kinh vừa sợ, trong ánh mắt lộ ra một luồng ngập trời sát cơ, chỉ thấy hắn ngang trời một trường hướng về Lăng Tiêu đánh tới, quanh thân kinh khủng màu đen sát khí bạo phát ra. Nhưng để mọi người bất ngờ chính là, Vô Danh dĩ nhiên hướng về Lăng Tiêu ném quá đến một viên hạt châu màu đen, không sai sau đó xoay người hướng về Cửu Âm Thần Cung ở ngoài phóng đi. Ầm ầm, cái kia một viên hạt châu màu đen ầm ầm nổ ra, trong phút chốc có ngàn tỷ đạo Cửu Âm Thần lôi bắn ra, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng sức mạnh hủy diệt, hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà tới. Nguyên lai Vô Danh biết không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, dĩ nhiên nghĩ thừa cơ hội này trực tiếp đào tẩu. Cái kia đầy trời Cửu Âm Thần lôi vô cùng khủng bố, ẩn chứa kinh khủng sát cơ, đem Lăng Tiêu, Sở Thiên Thiên, Sở Kiếm cùng với tất cả mọi người bao phủ lại. Bù, Lăng Tiêu quanh thân ánh sáng lóe lên, Thôn Thiên Vương đỉnh phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn, đưa hắn cùng Sở Thiên Thiên đều bảo vệ lên. Mà cái kia chút đã bị đánh bể thân thể, chỉ còn dư lại nguyên thần thân thể ra hỏa, nhưng là không còn có số may như vậy. Đoàn Trường Không, Đô Thiên Hà, Biện Vân, Chuyển Luân Hoành, Tống Ngọc năm người nguyên thần không thể tránh khỏi, nháy mắt đã bị đầy trời Cửu Âm Thần lôi che mất, hào quang óng ánh tràn ngập, đều là kêu thảm, ầm ầm một tiếng trực tiếp nổ tung. Sở Thiên Thiên sắc mặt vô cùng trắng xám, lộ ra nghĩ mà sợ vẻ. Đoàn Trường Không, Đô Thiên Hà, Biện Vân, Chuyển Luân Hoành, Tống Ngọc năm người trong nguyên thần, đều có thập điện vương giả lưu lại mạnh mẽ thủ đoạn phòng ngự, dĩ nhiên căn bản đều không chống đỡ được Cửu Âm Thần lôi sức NDQ 5 moi mạnh, nháy mắt liền bị kích phá, trực tiếp hồn phi phách tán. Vô dụng, Cửu Âm Chí Tôn đều đã chết, ngươi chính là đi cùng hắn đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Hắn mang theo Sở Thiên Thiên, tắm đầy trời thần lôi mà đi. Ngang trời chỉ tay hướng về Vô Danh sau lưng điểm tới. Này chỉ tay ẩn chứa xuyên thủng hết thảy sức mạnh, khủng bố tuyệt luân, một luồng sát cơ lạnh như băng đem Vô Danh khóa chặt đứng lên. Không, Vô Danh giống lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng vẻ mặt. Nhưng này chỉ tay đã đem hắn khóa chặt, Vô Danh trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào chống đối. Thân thể của hắn trực tiếp nổ thành một mảnh xương máu, liền ngay cả nguyên thần đều ở đây chỉ tay bên dưới. Hóa thành một mảnh cho bụi. Sở Thiên Thiên nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy chấn động cùng thán phục vẻ. Lăng Tiêu mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nàng, e là cho dù là một vị chân chính phong hào chí tôn ở đây, đều không nhất định là Lăng Tiêu đối thủ. Sở Kiếm cả người lảo đảo, cả người tràn đầy màu đen lôi đình, hắn lưu ly bất diệt thể cực mạnh, dĩ nhiên tiếp nhận được Cửu Âm Thần lôi công kích, tuy rằng bị trọng thương, nhưng cũng bảo vệ một cái tính mạng. Sở Kiếm, Sở Thiên Thiên vừa nhìn thấy Sở Kiếm, nhất thời trong ánh mắt lộ ra cực kỳ lạnh như băng vẻ mặt. Vừa rồi, Sở Kiếm vì mạng sống, dĩ nhiên không tiếc bắt nàng đi chống đối Vô Danh công kích, như không phải Lăng Tiêu đúng lúc tỉnh lại, e sợ nàng đã chết ở Vô Danh trong tay. Thiên Thiên, Sở Kiếm trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, đồng thời cũng có chút kiêng kỵ nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu sức chiến đấu quá mạnh mẽ, liền ngay cả Vô Danh đều không phải của hắn chỉ tay lực lượng, để Sở Kiếm trong lòng sinh ra nồng nặc kiêng kỵ tâm ý. Sở Kiếm, ngươi đáng chết. Sở Thiên Thiên trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Thiên Thiên, ta không phải cố ý, xem ở ta là đại ca ngươi mặt trên, ngươi hãy tha cho ta đi. Ta cũng không dám nữa. Sở Kiếm cả người run lên, nhất thời hướng về Sở Thiên Thiên sâu sắc thi lễ một cái, khẩn cầu nói. Thế nhưng Sở Thiên Thiên không có chú ý là, hắn hạ thấp đầu phía sau, trong ánh mắt khắp khuôn mặt là vặn vẹo sát ý. Sở Thiên Thiên tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng Sở Kiếm dù sao cũng là hắn cùng cha khác mẹ đại ca. Như là giết Sở Kiếm, e sợ không tốt hướng về Sở Giang Vương bàn giao. Thiên Thiên quận chúa, này Sở Kiếm rất sợ chết, hèn hạ vô sỉ, liền em gái của chính mình đều không buông tha, ta có thể thay ngươi giết hắn.
Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ. Sở Thiên Thiên trên mặt lộ ra một tia do dự. Thiên Thiên, ta bảo đảm sẽ không đem chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài, ta có thể phát xuống thiên đạo lời thề. Sở Kiếm vừa nhìn thấy Sở Thiên Thiên do dự, nhất thời liền vội vàng nói. Thế nhưng, Sở Kiếm trong ánh mắt sát cơ lóe lên, đột nhiên hướng về Sở Thiên Thiên đánh tới. Hắn cách Sở Thiên Thiên khoảng cách rất gần, ngón tay như ưng chảo giống như vậy, bỗng nhiên hướng về Sở Thiên Thiên chộp tới, trên mặt lộ ra cực kỳ dữ tợn vẻ mặt. Chương 927, Luân hồi thần điện. Sở Kiếm làm người nham hiểm độc ác, hắn đột nhiên phát động, liền là muốn nhân cơ hội nắm lấy Sở Thiên Thiên, cưỡng bức Lăng Tiêu thả hắn ly khai. Tuy rằng Sở Thiên Thiên có chút do dự, nhưng Sở Kiếm không quen đem sự sống chết của chính mình ký thác vào trên thân thể người khác, cho nên mới hành hiểm một kích. Sở Thiên Thiên trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới vào lúc này, Sở Kiếm lại vẫn nghĩ tóm nàng. Muốn chết, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, hắn đã sớm chú ý Sở Kiếm, tự nhiên không thể để hắn ở trước mặt chính mình nắm lấy Sở Thiên Thiên. Lăng Tiêu một quyền hướng về Sở Kiếm đầu đánh tới, cú đấm này cương mãnh vô cùng, ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố, như thiên đế phá nát chư thiên, khí tức vô cùng khốc liệt. Hơn nữa, Lăng Tiêu cú đấm này tốc độ nhanh như thiểm điện, coi như là Sở Kiếm có thể bắt được Sở Thiên Thiên, nhưng Lăng Tiêu cú đấm này cũng có thể đem đầu của hắn đánh thành phấn vụn. Sở Kiếm biến sắc mặt, từng trải qua Lăng Tiêu kinh khủng thân thể lực lượng, hắn tự nhiên không dám gắng đón đỡ cú đấm này. Vèo, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở Kiếm xứng người lại, nháy mắt hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Muốn chạy trốn, trở lại cho ta, Lăng Tiêu một quyền ngang trời. Màu vàng quyền ấn bao phủ vòng trời, nháy mắt liền đem đầy trời tàn ảnh đều đánh thành nát tan, sau đó hung hăng đánh vào Sở Kiếm trên lưng. Ầm ầm, Sở Kiếm quanh thân phản quang, cật lực vận chuyển lưu ly bất diệt thể, quanh thân ánh sáng óng ánh tới cực điểm, nhưng Lăng Tiêu một quyền hạ xuống, cơ thể hắn nháy mắt liền nổ tung. Liền Vô Danh thiêu đốt cửu âm huyết mạch, đều không đón được Lăng Tiêu chỉ tay, càng không cần phải nói Sở Kiếm. A, Lăng Tiêu, Sở Thiên Thiên, các ngươi nếu là dám giết ta, Phụ Vương sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi đều phải chết. Sở Kiếm trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc dữ tợn, giống to lên. Sở Kiếm, ngươi đáng chết, ta nguyên bản cũng định thả ngươi một mạng, nhưng ngươi vẫn cứ không biết hối cải, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sở Thiên Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc tức giận. Như không phải Lăng Tiêu ra tay, nàng e sợ thật sự đã bị Sở Kiếm chế trụ. Bù, Sở Thiên Thiên giữa chân mày, có một đạo hào quang màu đỏ ngòm đến từ trên trời. Nháy mắt liền hóa thành một đạo huyết sắc kết giới, đem Sở Kiếm nguyên thần hoàn toàn bao phủ lại. Trúc Long huyết mạch sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn có thể đủ nhìn ra cái kia một đạo huyết sắc kết giới hết sức mạnh mẽ, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng Trúc Long huyết mạch. Sở Thiên Thiên, ngươi muốn làm gì? Ta trong nguyên thần, có Phụ Vương lưu lại nguyên thần dấu ấn, ngươi nếu là dám giết ta, phụ thân khẳng định sẽ biết. Sở Kiếm nhất thời có chút sợ luống cuống, vội vã hô lớn. Ngươi yên tâm, ở ta Trúc Long huyết giới bên trong, coi như là Phụ Vương cũng không cảm giác được. Sở Thiên Thiên lạnh lùng nói, trong phút chốc huyết sắc trong kết giới, từng đạo huyết sắc sát khí tràn ngập, Sở Kiếm nguyên thần dĩ nhiên như là bị cắt thành vô số khối, nháy mắt vỡ nát ra. Mà hắn trong nguyên thần, có một chút chừng hạt gạo ánh sáng tràn ngập, nháy mắt bị màu máu kết giới cắn nuốt mất rồi. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, cái kia một hạt ánh sáng phải là Sở Giản Vương lưu lại nguyên thần dấu ấn. Sở Kiếm hoàn toàn hồn phi phách tán, toàn bộ cửu âm thần cung bên trong, ngoại trừ Lăng Tiêu cùng Sở Thiên Thiên ở ngoài, những người khác toàn bộ chết hết. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này, nhiều như vậy vương tử chết ở chỗ này, e sợ chẳng mấy chốc sẽ có thập điện vương giả đến đây tra xét. Lăng Tiêu thương lượng với Sở Thiên Thiên một hồi, thanh lý một chút chiến trường phía sau, nháy mắt rồi rời đi cửu âm bí cảnh. Bọn họ ly khai không bao lâu, liền có mấy đạo cực kỳ kinh khủng thần niệm phá mở hư không mà đến. Tản ra sát ý ngập trời cùng lửa giận, thế nhưng tìm tòi một vòng mấy lúc sau, nhưng không có gì cả phát hiện, cuối cùng vẫn là không cam lòng rời đi. Chuyển Luân Hoành, Đoàn Trường Không, Đô Thiên Hà, Biện Vân, Sở Kiếm, Tống Ngọc sáu người này, đều là thập điện vương giả dòng dõi, hơn nữa thiên phú tuyệt luân, dĩ nhiên đồng thời đều chết ở cửu âm bí cảnh bên trong, nhất thời để thập điện vương giả cũng bắt đầu phẫn nộ đứng lên. Toàn bộ luân hồi đại thế giới cũng biến thành ám lưu dâng trào lên. Luân hồi đại thế giới. Một chỗ thần bí trong hư không. Vô tận sương mù hỗn độn tràn ngập, một tòa cổ xưa mà bàng bạc thần sơn trôi nổi ở trong hỗn độn, phía trên ngọn thần sơn mây mù lượn quanh, cổ thụ ngút trời, cung điện lầu các san sát, tản ra sáng chói thần quang, còn như thần linh chỗ ở. Trên đỉnh ngọn núi, có một tòa vô cùng cổ xưa cung điện,
mặt trên dĩ thượng cổ thần văn khắc bốn chữ lớn. Luân hồi thần điện, một cái như quả cầu thịt một loại mập mạp thiếu niên đi vào luân hồi thần điện bên trong, tiểu con ngươi vội vã chuyển loạn, tràn đầy vẻ giảo hoạt. Luân hồi thần điện bên trong, một người mặc quần trắng thiếu nữ ngồi xếp bằng ở cổ xưa trên tế đàn, nàng có một bộ hoàn mỹ dung nhan, vóc người cao gầy, da thịt như ngọc, cả người đều tản ra một luồng phong hoa to lớn khí tức. Nhưng sắc mặt của nàng nhưng rất trắng bệch, mang theo một loại khiến lòng người bể tiểu tụy, quanh thân bao phủ ở một loại thần bí trong ánh sáng, thần bí mờ mịt. Tỷ tỷ, lão già tự mình ra tay, nhưng hay là đã thất bại. Mập mạp thiếu niên nhìn trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ ảm đạm. Vù, thiếu nữ mặc áo trắng hai mắt mở ra, ánh mắt óng ánh mà thâm thúy, mang theo một loại nhìn thấu lòng người sức mạnh, lẳng lặng nhìn trước mắt mập mạp thiếu niên, không nói một lời. Tỷ tỷ, lão già thông qua Hoàng Tuyền Thánh Hà, đi tới chiến thần đại thế giới, đem Lăng Tiêu mang đi qua, nhưng cũng bị Âm Cửu Thiên phát hiện. Ở Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong cùng lão già đánh một trận, lão già đều bị Âm Cửu Thiên đánh thành trọng thương, cuối cùng không thể không triển khai bí pháp, đem Lăng Tiêu đưa đi. Hiện tại, chúng ta có thể xác định Lăng Tiêu ngay ở luân hồi đại thế giới, nhưng lại không biết hắn ở đâu. Mập mạp thiếu niên trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ buồn rầu, chậm rãi nói rằng. Âm Cửu Thiên sao, hắn cũng thật là nhọc lòng a. Thiếu nữ mặc áo trắng nhẹ giọng nói, âm thanh rất lạnh, nhưng lại giống như ngọc châu đập xuống mâm ngọc giống như vậy, hết sức lanh lảnh êm tai. Tỷ tỷ, người tại sao nhất định phải gả cho Âm Cửu Thiên? Âm Cửu Thiên thực lực của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng thập điện vương giả bên trong, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương cũng đều là nghiêng về của ngươi, quá mức chúng ta liều mạng với ngươi. Âm thị bộ tộc nguyên bản chính là luân hồi thần điện người hầu, nhưng bây giờ muốn lấy người hầu hiếp chủ, thực sự là tội đáng muôn chết. Mập mạp thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Ta như là không gả cho hắn, luân hồi thần điện trong tất cả mọi người, e sợ đều sẽ chết ở trong tay của hắn. Một thời gian vạn năm, luân hồi thần điện không người chủ trì, âm thị bộ tộc nhân cơ hội quật khởi, e sợ thập điện vương giả đều không nhất định có thể trị được bọn họ. Thiếu nữ mặc áo trắng nhẹ thở dài một cái nói. Đê tiện, quá hèn hạ, bất quá Âm Cửu Thiên thực lực quá mạnh mẽ, so với bình thường nửa bước thần linh phải mạnh mẽ hơn nhiều, đáng tiếc chúng ta luân hồi thần điện không có nửa bước thần linh. Bằng không cũng sẽ không để hắn lớn lối như thế. Tỷ tỷ, quá mức chờ lão già bọn họ chữa khỏi vết thương, cùng Âm Cửu Thiên liều mạng. Mập mạp thiếu niên buồn bực nói. Chương 928, Sở Giang Vương Thành. Yên tâm đi, việc này ta tự có tính toán, khoảng thời gian này ngươi cố lưu ý một hồi thiếu. Lăng Tiêu tâm tích, có tình huống đúng lúc thông báo ta. Ta còn có thời gian 3 năm phía sau. Hay là còn có cơ hội, thiếu nữ mặc áo trắng nhẹ nhàng nói rằng. Sau đó lại nhắm hai mắt lại. Phải, tỷ tỷ, ta sẽ không để bất luận người nào thương tổn ngươi. Mập mạp thiếu niên nhìn về phía thiếu nữ mặc áo trắng trong ánh mắt, lộ ra một tia thương tiếc, lập tức trở nên vô cùng kiên định lên, xoay người rời đi luân hồi thần điện. Ầm ầm, mập mạp thiếu niên sau khi rời đi, hai miếng luân hồi điện cửa lớn chậm rãi đóng, đồng thời có một đạo tiếng thở dài ở luân hồi thần điện bên trong vang vọng lên. Thiếu gia, ngươi ở đâu? Thiếu nữ mặc áo trắng, chính là Tuyết Phi. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu cùng Sở Thiên Thiên đã rời đi Cửu Âm bí cảnh, triển khai hư không na di thuật, hướng về Sở Giang Vương Thành cực tốc đi. Lăng Tiêu đã hiểu rõ, ở Sở Giang Vương Thành mượn Hoàng Tuyền Thánh Hà sức mạnh khôi phục tu vi phía sau, ngay ở luân hồi đại thế giới bên trong tìm kiếm Tuyết Phi tâm tích, đồng thời tìm kiếm chiến thần đại thế giới con đường. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa nghĩ tới chiến thần đại thế giới, chiến thần điện cái vị kia thần bí chiến thần. Lăng Tiêu trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác gấp gáp. Ở chiến thần điện chiếm được 3 cái bảo vật bên trong, Cửu Âm Thần Công chính là một môn thuộc tính âm thần linh công pháp, xem như là thượng cổ thần công, cùng Cửu Âm Thần Kiếm cùng phối hợp, là Cửu Âm Chí Tôn từ một chỗ di tích thời thượng cổ chi ở bên trong lấy được. Mà Trúc Long Thiên Châu, chính là một kiện không trọn vẹn thần khí, tích chứa trong đó 3 giọt Trúc Long Tinh Huyết. Trúc Long Tinh Huyết, xem ra giống như là 3 đám sáng chói mặt trời, ánh sáng mịt mờ, tinh lực bốc lên. Trong đó phảng phất có 3 cái tiểu long đang du động, hết sức thần bí. Sở Thiên Thiên chỉ cần một giọt Trúc Long tinh huyết, cả người đều là vô cùng kích động. Lần này như không phải Lăng Tiêu, Sở Thiên Thiên đừng nói được Trúc Long tinh huyết, chỉ sợ cũng muốn chết ở Cửu Âm bí cảnh chi bên trong. Cửu Âm Chí Tôn luyện hóa Thái Âm huyết thần kỳ bên trong, Lăng Tiêu phỏng chừng chỉ ít sáp nhập vào 9 giọt trở lên Trúc Long tinh huyết, cũng đem Lăng Tiêu thân thể đẩy tới chân long thân thể viên mãn. Theo lý mà nói, Trúc Long tinh huyết nên cùng Lăng Tiêu trong cơ thể chân long huyết mạch xung đột lẫn nhau, dù sao Trúc Long cùng Tổ Long chính là 2 đại thượng cổ thần thú, một âm một dương, tương sinh tương khắc. Nhưng Lăng Tiêu luyện hóa Trúc Long trong huyết mạch,
phảng phất để trong cơ thể chân long huyết mạch chiếm được nào đó loại bù đắp, chẳng những không có bất kỳ xung đột lẫn nhau, hơn nữa còn để cơ thể hắn chiếm được một lần cường hóa. Thiên Thiên quận chúa, lần này Sở Kiếm chết ở Cửu Âm bí cảnh, có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng gì? Lăng Tiêu hỏi. Nhắc tới vấn đề này, Sở Thiên Thiên vẻ mặt cũng là hơi có chút nghiêm nghị, nhưng nàng cười khẽ một tiếng nói, ta tuy rằng xóa đi phụ vương nguyên thần dấu ấn, nhưng phụ vương nhất định sẽ hoài nghi đến trên người ta. Bất quá chuyện này ta sẽ cùng phụ vương nói rõ ràng, Sở Kiếm nếu muốn giết ta, nhưng thất thủ bị ta giết chết, coi như phụ vương cũng không có cách nào nói cái gì. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, Sở Giang Vương đương nhiên sẽ không đối với ngươi làm cái gì, thế nhưng những thứ khác mấy vị vương tử cũng đều chết ở Cửu Âm bí cảnh bên trong, chỉ cần bọn họ muốn tra, e sợ cũng có thể tra được trên người ngươi. Điểm này ta cũng đã nghĩ tới, thập điện vương giả trong đó câu tâm đấu giác, coi như là bọn họ hoài nghi ta, cũng không dám làm gì ta. Ta cũng không có cần thiết hướng về bọn họ giải thích cái gì, bất quá ngươi phải cẩn thận, ta nghe nói Chuyển Luân Hoành là Chuyển Luân Vương thương yêu nhất nhi tử, e sợ Chuyển Luân Vương không biết giảng hòa, ngươi tốt nhất không nên dễ dàng ly khai Sở Giang Vương thành. Sở Thiên Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Chuyển Luân Vương sao, ta biết rồi, Lăng Tiêu gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Lăng Tiêu cùng Sở Thiên Thiên tốc độ cực nhanh, bọn họ triển khai hư không đại na di thuật, rất nhanh thì đến Sở Giang Vương thành. Sở Giang Vương thành, xây dựng ở một tòa cao vạn trượng núi cao bên trên, nghe nói là thời kỳ thượng cổ, đời thứ nhất Sở Giang Vương lấy vô thượng thần lực, tiêu diệt ngọn núi, lập xuống hùng thành. Sở Giang Vương thành rất lớn, phương viên mấy ngàn dặm, trong vương thành cung điện san sát, đường phố rộng rãi, cửa hàng tùy ý có thể thấy được, vô cùng phồn hoa. Toàn bộ Sở Giang Vương trong thành nhân khẩu, có tới 90 triệu. Lăng Tiêu, chờ một lát ngươi trước cùng ta về Hắc Long quân trụ sở, Hoàng Tuyền Thánh Hà hàng năm mở ra một lần. Hẳn còn có một tháng trái phải, liền sẽ mở ra Hoàng Tuyền Thánh Hà, đến thời điểm ta mang ngươi tiến nhập Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tu luyện. Sở Thiên Thiên nhìn Lăng Tiêu một chút nói rằng, tốt, không thành vấn đề. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Sở Thiên Thiên cùng Lăng Tiêu đồng thời bay vào đến rồi Sở Giang Vương trong thành, hướng về Đông Thành bay đi. Sở Giang Vương thành chia làm Đông Thành, Tây Thành, Nam Thành, Bắc Thành cùng Trung ương Vương thành. Trung ương Vương thành tự nhiên là Sở Giang Vương tộc nơi ở, mà Hắc Long quân trụ sở ngay ở Đông Thành. Nơi đó chính là Hắc Long Sơn, trăm vạn Hắc Long quân liền trú đóng ở đây. Sở Thiên Thiên hướng về phía trước chỉ tay, nơi đó có một cái hơn ngàn dặm dáng dấp sơn mạch to lớn, uốn lượn như long, khí thế bàng bạc. Ở trong dãy núi xây dựng rất nhiều quân doanh cùng cung điện, Lăng Tiêu thậm chí còn có thể cảm giác được, bên trong dãy núi có rất nhiều không gian gợn sóng. Xem ra, mảnh này Hắc Long Sơn mạch căn bản không phải xem ra đơn giản như vậy. Trong đó còn ẩn chứa khổng lồ tiểu thế giới. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Hắc Long Sơn mạch bên trong có rất cường đại vô cùng khí tức gợn sóng. Trong đó cường đại nhất ba đạo khí tức, thình lình chính là Phong Hào Chí Tôn, nói vậy phải là Hắc Long quân tam đại tướng quân. Mà ngoại trừ Phong Hào Chí Tôn ở ngoài, còn có hơn 10 vị cường giả Chí Tôn, phải là các đại thống lĩnh. Sở Thiên Thiên mang theo Lăng Tiêu rơi vào Ly Long Cung trước. Sở Thiên Thiên là Hắc Long quân đại thống lĩnh, của nàng Phong Hào vì là Ly Long đại thống lĩnh. Cho nên nàng chỗ ở cũng được gọi là Ly Long Cung. Thiên Thiên, người rốt cục đã trở về. Vừa rồi rơi vào Ly Long Cung trước mặt, nhất thời liền có một đạo cực kỳ nóng bỏng âm thanh truyền đến. Từ đằng xa, đi tới một người mặc áo giáp màu đen, khí vũ hiên ngang trẻ tuổi người, hắn xem ra hết sức anh tuấn, khí tức cường đại, nhìn về phía Sở Thiên Thiên trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Sở Thiên Thiên người theo đuổi sao? Chí tôn cảnh 7 tầng, đúng là cùng cái kia Thiết Huyết đại thống lĩnh gần như. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, tự nhiên một chút là có thể nhìn ra người trẻ tuổi này trong ánh mắt tình ý. Chu Chính, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Thiên Thiên mặt không thay đổi nói rằng, mang trên mặt một luồng tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Thiên Thiên, ta đang chờ ngươi a. Hắn là ai? Cái kia tên là Chu Chính thanh niên ánh mắt nóng bỏng nói rằng, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Sở Thiên Thiên thanh bàng Lăng Tiêu thời gian, không khỏi trong ánh mắt lộ ra một tia che lấp, âm thanh cũng có chút lạnh đứng lên. Hắn là bằng hữu của ta, nếu như không có chuyện gì, ngươi liền đi trước đi. Sở Thiên Thiên thản nhiên nói, liền muốn cùng Lăng Tiêu đồng thời tiến nhập Ly Long Cung. Tiểu tử, thức thời liền cút nhanh lên, Ly Long Cung cũng là ngươi có thể vào. Chu Chính nháy mắt liền chắn Lăng Tiêu trước mặt, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo cùng vẻ giận dữ. Sở Thiên Thiên Ly Long Cung, thì tương đương với là Sở Thiên Thiên khuê phòng, hắn Chu Chính cũng không có đi vào, tên tiểu tử này xem ra không có bất kỳ tu vi. Chính là một cái tiểu bạch kiểm, là cái thá gì dám vào Ly Long Cung. Chu Chính trong lòng nhất thời liền ghen ghét dữ dội lên. Chương 929, Tạo Hóa Lâu. Chu Chính,
ngươi muốn làm gì? Lăng Tiêu là khách nhân của ta, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Sở Thiên Thiên sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ lạnh như băng. Sở Thiên Thiên ngăn ở Chu Chính đằng trước, trong lòng có chút thấp thỏm, nàng không phải sợ Chu Chính gây sự với Lăng Tiêu, mà là sợ Lăng Tiêu đem Chu Chính đánh chết. Lăng Tiêu chính là một gây chuyện chủ, Thiết Huyết đại thống lĩnh đều bị hắn một quyền đấm chết, Cửu Âm bí cảnh bên trong liền Cửu Âm chí tôn đều không làm gì được hắn, chỉ là một cái Chu Chính e sợ cũng thật là không biết sống chết. Nhưng Chu Chính phía sau, đứng cạnh Hắc Long quân tam đại tướng quân một trong Địa Công tướng quân, Địa Công tướng quân đã là phong hào chí tôn đỉnh cao tu vi, quyền thế ngất trời, toàn bộ Sở Giang Vương trong thành chỉ đứng sau Sở Giang Vương cùng trời tướng quân, như là Lăng Tiêu cùng hắn nổi lên xung đột, cũng là một chuyện rất phiền phức. Sở Thiên Thiên, ta Hắc Long quân trọng địa, cấm chỉ người ngoài đến đây, tiểu tử này vừa nhìn liền không là vật gì tốt, người cũng không nên bị hắn cấp cho. Chu Chính sắc mặt hết sức khó coi nói, Chu Chính, ta lặp lại lần nữa. Chuyện của ta không cần ngươi lo, hiện tại ngươi cút ra ngoài cho ta. Sở Thiên Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng tràn đầy phiền chán vẻ. Trước đây, Sở Thiên Thiên còn cảm giác được, Chu Chính tuy rằng quần là áo lụa một ít, nhưng võ đạo thiên phú siêu tuyệt, 200 năm bên trong liền tu luyện đến cảnh giới như vậy, đã coi như là thiên tài, thế nhưng cùng Lăng Tiêu so sánh, Chu Chính xem ra còn kém quá xa. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở Thiên Thiên, ngươi dĩ nhiên để ta lăn lộn. Được được được, ta lăn lộn, hy vọng ngươi không nên hối hận. Chu Chính giận quá mà cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, xoay người rời đi. Sở Thiên Thiên nhìn Lăng Tiêu một chút, phát hiện Lăng Tiêu sắc mặt xem ra tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại có một tia nhắm thẳng vào lòng người phong mang, nàng vội vã cười khổ một tiếng nói, Lăng Tiêu, phụ thân của Chu Chính là Địa Công tướng quân, hắn trong ngày thường vô pháp vô thiên quen rồi, hy vọng ngươi không muốn chấp nhặt với hắn. Thiên Thiên quận chúa, người không xâm phạm ta. Ta không xâm phạm người, lần này thì thôi, như là hắn lại gây chuyện với ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi yên tâm, ta biết cảnh cáo hắn. Sở Thiên Thiên cười khổ một tiếng nói, có chút đầu lớn, nàng vẫn đúng là sợ Lăng Tiêu đem Chu Chính đánh chết, xem ra nhất định phải cố gắng cảnh cáo một chút Chu Chính. Ly Long cung bên trong có rất nhiều người hầu cùng hầu gái, Sở Thiên Thiên đem Lăng Tiêu sắp xếp để ở. Lăng Tiêu, ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Có chuyện gì liền dặn dò hạ nhân đi làm. Ta đi gặp một hồi phụ vương, một tháng sau liền để cho ngươi tiến nhập Hoàng Tuyền Thánh Hà tu luyện. Được, Thiên Thiên quận chúa xin cứ tự nhiên. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Sở Thiên Thiên rời đi Ly Long Cung, hướng về Trung Ương Vương Thành bay đi. Lần này Sở Kiếm chết ở Cửu Âm bí cảnh bên trong, Sở Thiên Thiên cũng là đau cả đầu, nhưng nên tới vẫn là muốn tới, liền muốn nhìn Sở Giang Vương là thái độ gì. Lăng Tiêu ở Ly Long Cung quay một vòng. Sở Thiên Thiên cái kia gọi là Tiểu Nguyệt xinh đẹp hầu gái, rất nhanh là đến Ly Long Cung đi theo Lăng Tiêu bên người. Tiểu Nguyệt xem ra nhí nha nhí nhảnh, hết sức chọc người yêu thích, hơn nữa võ đạo thiên phú siêu tuyệt, đã là nửa bước chí tôn tu vi. Để Tiểu Nguyệt theo Lăng Tiêu, cũng là Sở Thiên Thiên sợ Lăng Tiêu xông ra cái gì họa đến. Tiểu Nguyệt, Sở Giang Vương trong thành, có hay không tương đối lớn linh dược các? Ta chuẩn bị mua một ít linh dược, Lăng Tiêu nhìn Tiểu Nguyệt hỏi, linh dược các, Lăng công tử. Sở Giang Vương thành lớn nhất linh dược các, tên là Tạo Hóa Lâu, ngay ở Nam Thành, nơi đó là Sở Giang Vương thành phồn hoa nhất địa phương, rất nhiều linh dược các, thần binh các đều tại nơi đó. Tiểu Nguyệt ngoẹo đầu nói rằng, Tạo Hóa Lâu sao, tốt lắm, người dẫn ta đi nhìn. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, được, Tiểu Nguyệt trầm ngâm một chút, gật đầu đồng ý. Sở Thiên Thiên bàn giao Tiểu Nguyệt, tận lực không để Lăng Tiêu cùng Chu Chính sản sinh xung đột, ở lại Ly Long Cung, Chu Chính ngược lại sẽ đến gây phiền phức. Không bằng mang Lăng Tiêu đi Nam Thành đi dạo một vòng, vừa vặn cũng có thể tránh ra Chu Chính. Tiểu Nguyệt mang theo Lăng Tiêu, bay lên trời, hướng về Nam Thành bay đi. Hắc Long Sơn Mạch, Huyền Vũ Cung, thống lĩnh đại nhân, Tiểu Nguyệt cô nương mang theo tiểu tử kia rời đi Ly Long Cung, xem ra giống như là hướng về Nam Thành đi tới. Một người mặc khôi giáp đại hán quay về Chu Chính nói rằng, Nam Thành sao, hừ, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này có lai lịch gì. Đi. Chúng ta cũng đi Nam Thành nhìn, Chu Chính trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, nhất thời trên người ánh sáng lóe lên, áo giáp màu đen biến mất, đổi lại một thân cẩm bào, cầm trong tay một cây quạt xếp, như là một cái phiên giai công tử, mang theo mấy cái cường đại chiến sĩ, rời đi Huyền Vũ Cung. Sở Giang Vương thành Nam Thành, cũng là hết sức to lớn, diện tích phương viên hơn ngàn dặm, đầu đầu cũng có răng khắp nơi đường phố rộng rãi, xem ra chỉnh tề sạch sẽ. Hai bên đường phố, đều là cung điện to lớn. Lầu các cùng các loại cửa hàng, xây dựng vô cùng hoa mỹ, có thể ở Sở Giang Vương thành như vậy tấc đất tấc vàng địa phương làm ăn, đều là không giàu sang thì cũng cao quý.
Lăng công tử, nơi đó chính là tạo hóa lâu. Tiểu Nguyệt chỉ về đằng trước một tòa cổ xưa cung điện nói rằng. Tòa cung điện kia xem ra khí thế bàng bạc, dĩ nhiên có trên cao trăm trượng, lấy một loại kỳ dị cổ thạch đúc ra, xem ra xa hoa, lượn lờ sương mù cùng hào quang. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, có thể cảm giác được tòa cung điện kia ở ngoài, bao phủ trận pháp mạnh mẽ gợn sóng, e là cho dù là cường giả chí tôn, cũng phá không mở đại trận. Cái này tạo hóa lâu quả thật có chút gốc gác. Lăng Tiêu bây giờ thân thể viên mãn, chờ tiến nhập Hoàng Tuyền Thánh Hà phía sau, liền có thể một lần nữa luyện thành thần lực, nhưng nguyên thần bây giờ tuy rằng chiếm được một tia thần cách trong tinh khiết lực lượng, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải cần một khoảng thời gian. Lăng Tiêu lần này, chính là định mua một ít thánh dược, luyện chế một lò trị liệu nguyên thần mạnh mẽ đan dược. Tạo hóa lâu phía ngoài đón khách hầu gái, mỗi một người đều là xinh đẹp cảm động, hơn nữa tu vi bất phàm. Các nàng duyệt vô số người, một đôi mắt cực kỳ độc ác, tuy rằng không nhìn ra Lăng Tiêu tu vi, nhưng Lăng Tiêu bên người Tiểu Nguyệt khí tức cực mạnh, hơn nữa Lăng Tiêu khí độ bất phàm, các nàng nhất thời liền biết đến rồi quý khách, liền vội vàng đem Lăng Tiêu cùng Tiểu Nguyệt đón vào. Vị công tử này quý tính, lão hủ Đồng Uyên, là tạo hóa lâu quản sự, không biết công tử muốn mua linh dược còn là linh đan. Lão hủ nguyện ý vì công tử ra sức, một người mặc áo bào đen, đồng nhan hạc phát ông lão hướng về Lăng Tiêu đi tới, ánh mắt thâm thúy cực kỳ. Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, cái này Đồng Uyên tuy rằng che giấu tu vi, nhưng Lăng Tiêu vẫn là một chút liền nhìn ra, Đồng Uyên dĩ nhiên là một vị chí tôn, hơn nữa đạt tới chí tôn cảnh ba tầng tu vi. Chỉ sợ, cái này Đồng Uyên không phải quản sự đơn giản như vậy, từ mọi người bên cạnh thái độ đối với hắn trên là có thể nhìn ra. Ta họ Lăng, này đến, là muốn mua một ít linh dược. Ngươi xem một chút những linh dược này, các ngươi nơi này có không có. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Một tờ đã sớm chuẩn bị xong cuộn giấy hướng về Đồng Uyên bay tới. Vụ hóa linh mộc, thiên công đằng, âm dương linh tuyền, quỷ vương thảo. Đồng Uyên nhìn thấy Lăng Tiêu bày ra linh dược, nguyên bản thần sắc vẫn còn tương đối tùy ý, thế nhưng càng xem càng có chút chấn động lên. Chương 930, quỷ vương thảo. Lăng Tiêu bày ra linh dược có tới mấy trăm loại, trong đó có 9 loại đều là vô thượng thánh dược, còn có một cây quỷ vương thảo, dĩ nhiên là chuẩn thần dược. Đây chính là chuẩn thần dược. E sợ toàn bộ Sở Giang Vương Thành cũng không có vài cây. Đồng Uyên cũng là tinh thông dược lý, vừa nhìn thấy Lăng Tiêu bày ra Lăng Tiêu, nhất thời vẻ mặt hơi động, hỏi, Lăng công tử, người bày ra những linh dược này, chẳng lẽ là muốn luyện chế trị liệu nguyên thần đan dược sao? Người lại có thể thấy, không nghĩ tới dĩ nhiên là một vị đan đạo chí tôn, thực sự là thất kính. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cảm thấy Đồng Uyên trên người tản mát ra cái kia cỗ luyện đan sư đặc hữu khí tức, gật đầu một cái nói. Đúng là trị liệu nguyên thần thương thế đan dược, Đồng Uyên chấn động trong lòng, Lăng Tiêu luyện chế loại đan dược này, hắn mặc dù không biết là cái gì, vốn lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, tuyệt đối là cao cấp chí tôn đan, hay là hắn cũng không có cách nào luyện chế được. Mà có thể trị liệu chí tôn nguyên thần đan dược, cái kia đều là bảo vật vô giá, vô cùng khó gặp được. Đặc biệt là phương pháp luyện đan, càng là khó tìm. Lăng công tử chẳng lẽ là một vị luyện đan sư sao? Đồng Uyên đè xuống kích động trong lòng. Hít sâu một hơi hỏi. Đồng Uyên vốn là tạo hóa lâu thủ tịch đan đạo chí tôn, coi như là ở toàn bộ Sở Giang Vương Thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn ngày gần đây tâm tình buồn bực, hôm nay cũng là trùng hợp hạ xuống chuyển nhất chuyển, không nghĩ tới liền gặp Lăng Tiêu. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Nguyệt tự nhiên cũng đã từng nghe nói Đồng Uyên đan tôn danh hiệu, nhưng trùng họ trùng tên rất nhiều người, Tiểu Nguyệt cũng không có đem trước mắt cái này bình thường lão đầu, cùng trong truyền thuyết Đồng Uyên đan tôn liên hệ với nhau. Coi như thế đi, những linh dược này, tạo hóa lâu có thể không tập hợp. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Đồng Uyên chấn động trong lòng, chậm rãi nói rằng, Lăng công tử, những đan dược này phần lớn chúng ta tạo hóa lâu đều có thể tập hợp, nhưng chỉ có bụi cây này quỷ vương thảo, chính là thời kỳ thượng cổ chuẩn thần dược, coi như ta tạo hóa lâu cũng không có. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong lòng vẫn có một ít thất vọng. Quỷ vương thảo sinh trưởng ở tuyệt âm tuyệt sát nơi, 10 vạn năm là có thể tấn thăng đến quỷ vương thần thảo. Chính là chân chính vô thượng thần dược. Lăng Tiêu cần quỷ vương thảo mặc dù chỉ là chuẩn thần dược, nhưng ít nhất cũng phải có 50.000 năm dược tính, hắn không nghĩ tới liền ngay cả tạo hóa lâu cũng không có. Vậy thì làm phiền đem những cái khác linh dược cho ta đi, quỷ vương thảo tạm thời thì thôi. Lăng Tiêu nói rằng, Lăng công tử đừng nóng vội, ta tạo hóa lâu mặc dù không có, nhưng vừa vặn hôm nay là tạo hóa lâu mỗi tháng một lần buổi đấu giá, có người ở trên đấu giá hội ký gửi một cây quỷ vương thảo. Có 80.000 năm dược tính, công tử có muốn hay không đi buổi đấu giá nhìn một chút? Đồng Uyên khẽ mỉm cười nói, 80.000 năm quỷ vương thảo sao? Được, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên,
không nghĩ tới này lão đầu nói chuyện lưu một nửa, dĩ nhiên thật sự có quỷ vương thảo tâm thích. Đã như vậy, cái kia này một cuộc bán đấu giá Lăng Tiêu tự nhiên không thể bỏ qua. Lăng công tử xin mời đi theo ta. Đồng Uyên khẽ mỉm cười, mang theo Lăng Tiêu đi tới tạo hóa lâu tầng thứ 8. Tạo hóa lâu tổng cộng có 9 tầng, tầng thứ 8 là một cái to lớn sàn đấu giá, mỗi tháng một lần tạo hóa lâu buổi đấu giá liền ở ngay đây cử hành, rất nhiều sở giang vương thành cường giả, quan to quý tộc đều sẽ trước tới tham gia. Lăng công tử, ta đi chuẩn bị những thứ khác linh dược, đợi đến buổi đấu giá sau khi kết thúc, sẽ đưa đến công tử trong tay. Đồng Uyên khẽ mỉm cười nói, đa tạ, Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Đồng Uyên sau khi rời đi, Lăng Tiêu liền cùng Tiểu Nguyệt đồng thời tìm một vị trí ngồi xuống. Tầng thứ 8 trong phòng đấu giá, đã ngồi hơn ngàn người, một cái long lanh răng trắng, xem ra vô cùng xinh đẹp cô gái trẻ, có nửa bước chí tôn tu vi, đang chủ trì buổi đấu giá. Chư vị bạn cũ mới, chúng ta lại gặp mặt, ta là Tô Uyển, buổi đấu giá hôm nay để ta làm chủ trì, hôm nay có thật nhiều bảo vật quý giá, tin tưởng sẽ không để mọi người thất vọng. Được rồi, phía dưới trên thứ một món bảo vật, một vị đại lực như ma chí tôn yêu đan. Xinh đẹp cô gái trẻ Tô Uyển, quay về mọi người nở nụ cười xinh đẹp, mang theo kiểu khác phong tình, bắt đầu rồi buổi đấu giá hôm nay. Một cái xinh đẹp hầu gái, nâng lên một cái khay, mặt trên có một viên lớn chừng quả đấm màu đen yêu đan, mặt trên lập lòe kỳ dị hoa văn, tản ra sóng gợn mạnh mẽ. Quả nhiên là đại lực như ma chí tôn yêu đan, thứ tốt a, nếu như có thể luyện hóa, chẳng những có thể tăng lên thân thể lực lượng, nói không chắc còn có thể lãnh ngộ ra đại lực như ma bộ tộc thần thông. Ta ra 10.000 viên sinh tử đan, ta ra 20.000 viên, 3 vạn viên, đại lực như ma chí tôn yêu đan xuất hiện phía sau, nhất thời liền đưa tới một số người tranh đoạt. Lăng Tiêu tùy ý liếc mắt nhìn, liền phát hiện sàn đấu giá trên hơn ngàn người bên trong, chỉ ít đều là hoàng giả cảnh tu vi, liền ngay cả cường giả chí tôn đều có hơn 10 vị, từng cái khí thức cường đại. Trong đó có mấy cái hẳn là Hắc Long quân thống lĩnh, tản mát ra sát khí cùng Thiết Huyết đại thống lĩnh, Chu Chính sát khí trên người giống nhau y hệt. Mà đại lực như ma chí tôn yêu đan, Lăng Tiêu chỉ là liếc mắt nhìn liền không thèm để ý. Mà Tiểu Nguyệt nhưng là cảm giác được vô cùng hiếu kỳ, có vẻ hết sức hưng phấn, trường hợp như vậy nàng trong ngày thường cũng rất ít tham gia, đặc biệt là nhìn thấy buổi đấu giá trên xuất hiện từng kiện bảo vật, hết sức mới mẻ cùng kích thích. Hả, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn dĩ nhiên nhìn thấy Chu Chính người mặc cẩm bào, cầm trong tay quạt giấy, mang theo mấy cái thị vệ nghênh ngang đi vào. Hiển nhiên, Chu Chính là khách quen của nơi này, rất nhanh sẽ có tạo hóa lâu người nhiệt tình tiến lên đón, đem Chu Chính an bài ở vị trí phía trước trên. Chu Chính đồng dạng cũng phát hiện Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, không nói một lời ngồi xuống. Đó là Huyền Vũ đại thống lĩnh, Tiểu Nguyệt mắt cũng là chừng rất lớn, của nàng nguyên ý là mang Lăng Tiêu ly khai Ly Long Cung, tránh ra Chu Chính, nhưng không nghĩ tới cũng thật là oan ra ngõ hẹp, Chu Chính dĩ nhiên cũng tới buổi đấu giá hiện trường. Tiểu Nguyệt có chút đứng ngồi không yên, nhỏ giọng nhìn Lăng Tiêu một cái nói, Lăng công tử, không bằng chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, Huyền Vũ đại thống lĩnh rất có thể là tới tìm ngươi phiền toái. Không cần sợ, Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, quỷ vương thảo còn chưa tới tay, ta làm sao có thể đi. Chu Chính như là hôm nay thành thật một chút cũng cho qua, như là hắn không biết sống chết, ta biết cho hắn một cái cả đời giáo huấn khó quên. Tiểu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhất thời khổ lên, lần này nên làm gì? Quận chúa giao phó sự tình muốn làm hư hại. Giờ khắc này, tạo hóa lâu tầng thứ 9. Một gian cổ kính trong phòng, huân hương lượn lờ, ánh sáng mịt mờ. Một cái sắc mặt tái nhợt thiếu nữ mặc áo trắng ngồi xếp bằng ở trên giường hẹp. Dung mạo của nàng cũng không thể cũng coi là tuyệt sắc, chỉ có thể nói hết sức thanh tú, nhưng cũng có một loại kỳ ảo mà mờ mịt khí chất, lẫm liệt không thể xâm phạm. Ở trước mặt của nàng có một mặt thủy kính, bên trong rõ ràng cho thấy tầng thứ 8 buổi đấu giá tình huống. Mà Đồng Uyên đang rất cung kính đứng ở của nàng bên cạnh. Tiểu thư, nếu là ta đoán không lầm, vị kia Lăng công tử mua những linh dược kia, muốn luyện chế chính là trong truyền thuyết cửu chuyển hoàn hồn đan. Đồng Uyên trong thanh âm có vẻ kích động, cửu chuyển hoàn hồn đan sao? Tuy rằng ta cũng cảm giác vị này Lăng công tử không đơn giản, nhưng hắn thật giống không có bất kỳ tu vi chứ. Chẳng lẽ là hắn người phía sau muốn luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan sao? Thiếu nữ mặc áo trắng chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt có một tia dị thải lấp lóe. Chương 931, bàn cổ dương. Hẳn là như vậy, tiểu thư, như là vị này Lăng công tử phía sau, có một vị có thể luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan tuyệt thế đan tôn. Của ngươi nguyên thần vết thương có hy vọng. Cửu chuyển hoàn hồn đan, nhất định có thể để của ngươi nguyên thần vết thương hoàn toàn khỏi hẳn. Đồng Uyên cực kỳ kích động nói, cửu chuyển hoàn hồn đan, loại này thượng cổ kỳ đan, cho dù có người có thể luyện chế được, nhất định cũng là bảo vật vô giá, lại dựa vào cái gì dễ dàng đưa cho chúng ta.
hay là trước đợi chút đi. Thiếu nữ mặc áo trắng thản nhiên nói, trong thanh âm có một tia thở dài. Tiểu thư, của ngươi nguyên thần vết thương không thể đợi thêm nữa, coi như là ta ra tay toàn lực, nhiều nhất cũng chính là duy trì 3 năm, 3 năm phía sau coi như được cửu chuyển hoàn hồn đan cũng vô ích. Đồng Uyên có chút nóng nảy nói rằng, trước tiên nhìn kỹ hãng nói đi, chờ vị này Lăng công tử tham gia xong buổi đấu giá, ngươi mời hắn lên đây đi, ta cảm giác trên người hắn, có một loại để ta hết sức hơi thở quen thuộc. Thiếu nữ mặc áo trắng chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt có một tia kỳ dị. Được, Đồng Uyên gật gật đầu, có chút thương tiếc nhìn thiếu nữ mặc áo trắng một chút, xoay người rời đi. Buổi đấu giá còn đang kịch liệt trong tiến hành, Lăng Tiêu biết, Quỷ Vương Thảo đã bị làm áp trục 3 cái bảo vật một trong, vì lẽ đó hắn cũng không vội vã, chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi sau cùng 3 cái bảo vật. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước mặt hơn 100 món bảo vật, có cường đại thần binh, linh đan, chân quý công pháp cùng với các loại thiên tài địa bảo, Lăng Tiêu cũng không có coi trọng, đều bị những người khác đập đi rồi. Sinh tử đan là luân hồi đại thế giới thông dụng đan dược, Lăng Tiêu lần này ở cửu âm bí cảnh bên trong, chiếm được mấy vị kia vương tử chứa đồ bảo vật, có FKQFM vô thể nói là thu hoạch khá dồi dào, vẻn vẹn là sinh tử đan đều có mấy chục triệu viên, còn có cái khác các loại chí tôn khí, chí tôn đan loại bảo vật, ứng phó một lần này buổi đấu giá, hẳn là vậy là đủ rồi. Lăng công tử, những này bán đấu giá bảo vật, không có có thứ mà ngươi cần sao? Tiểu Nguyệt không nhịn được hỏi, ta chỉ cần Quỷ Vương Thảo, bảo vật của hắn đối với ta cũng không có tác dụng gì. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, Tiểu Nguyệt ồ một tiếng, vẫn cứ tràn đầy phấn khởi quan sát buổi đấu giá bên trên bảo vật. Phía dưới muốn bán đấu giá là một cái bàn cổ tộc nô lệ, hắn gọi bàn cổ Dương, hôm nay 9 tuổi, đã là hoàng giả cảnh một tầng tu vi, như là các ngươi đưa hắn mua về, hơi thêm bồi dưỡng, liền là một vị vô cùng mạnh mẽ bàn cổ chiến sĩ. Tô Uyển khẽ mỉm cười nói, của nàng nhỏ và dài tỉ mỉ chỉ ánh sáng lóe lên, nhất thời một tòa màu vàng sậm lao tù hiện lên trước mặt mọi người, mặt trên khắc họa huyền ảo hoa văn, trong đó giam cấm một cái xem ra có cao 1 trượng đại hán, thân mặc gia thú, cả người đầy cơ bắp, tản ra hào quang màu vàng sậm, như kim thiết đổ bê tông giống như vậy, khí tức vô cùng khủng bố. Nói là đại hán, nhưng nhìn mặt mũi, rõ ràng chính là một cái 8, 9 tuổi hài đồng, chỉ là thân thể lạ kỳ cường tráng, làm cho người ta cảm thấy cực mạnh cảm giác ngột ngạt. Giống, bàn cổ Dương trong miệng phát ra còn như là dã thú gào thét, hai mắt của hắn đỏ như máu, hung ác cực kỳ, nhìn về phía ánh mắt của mọi người bên trong tràn đầy vẻ cừu hận. Chư vị, bàn cổ Dương tuy rằng chỉ có 9 tuổi, hoàng giả cảnh 1 tầng, nhưng coi như là một cái hoàng giả cảnh 9 tầng cường giả, cũng có thể bị hắn cứng rắn đánh chết, hắn thiên phú dị bẩm, có người nói chính là bàn cổ bộ tộc dòng dõi đích tôn, hắn bán đấu giá giá bắt đầu là 1 triệu sinh tử đan, mọi người ra giá đi. Tô Uyển trong thanh âm tràn đầy đầu độc tâm ý, cười nói. 1 triệu sinh tử đan, đều có thể mua được một cái cường đại chí tôn khí, thế nhưng cái này bàn cổ Dương bán đấu giá giá quy định đều có 1 triệu, bất qua tất cả mọi người không có cảm giác được đắt, mỗi một người đều bắt đầu điên cuồng kêu giá đứng lên. Ta ra 1,5 triệu, 180 10 vạn, 2 triệu, rất nhanh, giá cả liền nhảy lên tới 2 triệu, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng cường. Bàn cổ bộ tộc, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động. Hắn nghĩ tới rồi bàn cổ sơ, ở luân hồi hải bên trong, như không phải gặp bàn cổ sơ đồng thời học được bàn cổ sơ luân hồi thần thông, hắn muốn thoát vây cực kỳ gian nan. Lăng Tiêu trường sinh giới bên trong, đến nay còn có bàn cổ sơ hài cốt. Thế nhưng, bàn cổ bộ tộc làm sao sẽ luân rơi đến mức độ này? Trở thành mặc người mua bán nô lệ. Tiểu Nguyệt, bàn cổ bộ tộc làm sao sẽ trở thành nô lệ? Ta nghe nói bàn cổ bộ tộc thật giống vô cùng mạnh mẽ. Lăng Tiêu nhìn Tiểu Nguyệt hỏi. Lăng công tử, điểm này ngươi không biết sao? Bàn cổ bộ tộc xác thực vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng sinh sôi dòng dõi hết sức gian nan, có người nói toàn bộ bàn cổ bộ tộc thời điểm toàn thịnh, cũng không đến 1 vạn người, nhưng bàn cổ bộ tộc thân thể mạnh mẽ vô cùng, có thể so với thượng cổ thần thú, từng cái đều là cường giả tuyệt thế. Chỉ là 1 vạn năm trước, bàn cổ bộ tộc không biết xảy ra chuyện gì, đắc tội rồi Cửu U đại đế, đã bị Cửu U đại đế định tội, trở thành toàn bộ luân hồi đại thế giới tội nhân. Đồng thời chung quanh bắt lấy bản cổ bộ tộc cường giả, những năm này ta đều cho rằng bản cổ bộ tộc diệt tuyệt đây, không nghĩ tới tạo hóa lâu dĩ nhiên xuất hiện một cái bản cổ bộ tộc nô lệ. Tiểu Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút, đó cũng không phải bí mật gì, toàn bộ luân hồi đại thế giới hầu như tất cả mọi người biết. Đắc tội rồi Cửu U đại đế, trở thành toàn bộ luân hồi đại thế giới tội nhân sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia u mang, xem ra, trong này còn rất nhiều hắn không biết bí ẩn. Bất quá! Hắn chịu bàn cổ sơ ân huệ, đương nhiên phải trông nom một hồi bàn cổ bộ tộc người, xem ra cái này bàn cổ bộ tộc bé trai, hắn nhất định phải yếu phách hạ lai.
10 triệu, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Toàn bộ phòng bán đấu giá nhất thời chấn động, rất nhiều người đều cũng có chút khiếp sợ nhìn Lăng Tiêu một chút, bây giờ ra giá vừa rồi đến 3 triệu, kết quả Lăng Tiêu vừa ra tay chính là 10 triệu sinh tử đan, đầy đủ lật gấp 3. Cái giá này, đã vượt ra khỏi phần lớn người trong lòng định giá, rất nhiều người đều là cười khổ một tiếng, bỏ qua. Nhưng cân nhắc đến bản cổ bộ tộc quý hiếm, hay là có người lựa chọn tiếp tục ra giá. 12 triệu, vị huynh đài này, bản vương vừa vặn thiếu hụt một cái bản cổ tộc hộ vệ, như là ngươi có thể đem hắn nhường cho ta, bản vương sẽ cảm tạ của ngươi. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Lăng Tiêu mắt sáng lên, phát hiện là một người mặc trường bào màu trắng, đầu đội ngọc cột quan, mặt như ngọc trẻ tuổi người, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, khí tức cường đại, phía sau theo mấy tên hộ vệ, xem ra khí thế bất phàm. Hắn tuy rằng trong lời nói mặt hết sức khách khí, nhưng trong thanh âm nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên quyết. Lăng công tử, này một vị là đại vương tử Sở Kiếm tiểu nhi tử, Sở Nguyên, bây giờ được phong làm Bình Nguyên vương, cực kỳ hung hăng bá đạo, ta nhìn nếu không ngài hay là chớ cùng hắn cãi đi. Tiểu Nguyệt nhìn thấy người trẻ tuổi kia phía sau, nhất thời cười khổ một tiếng truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Sở Kiếm nhi tử, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, như là Sở Nguyên biết cha hắn chết cùng Lăng Tiêu có quan hệ, chỉ sợ cũng không sẽ lớn lối như vậy đi. Chương 932, Sở Nguyên, xa xa Chu Chính, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia nhìn có chút hả hê vẻ mặt, hắn ước gì Lăng Tiêu cùng Sở Nguyên tiếp tục tranh cướp, hắn chính là biết cái này tiểu vương ra thủ đoạn, hết sức nham hiểm độc ác, có thể nói là không gì kiêng kỵ. Một mực Sở Kiếm đối với hắn lại hết sức cưng chiều, ở toàn bộ Sở Giang Vương thành hầu như đều là lỗ mũi chiêu thiên gia hỏa. Nhưng tu vi của hắn cũng không cao, bây giờ chỉ có hoàng giả cảnh 9 tầng, vẫn còn bị linh dược trồng đi lên, chậm chạp không cách nào tiến vào nửa bước chí tôn cảnh giới. 20 triệu, Lăng Tiêu nhàn nhạt ra giá, phảng phất căn bản không có nghe được Sở Nguyên giống như. 20 triệu sinh tử đan, này đã coi như là một cái thiên giới, vượt xa khỏi rất nhiều người tâm lý giá, có mấy cái dự định tiếp tục ra giá, cũng đều là lựa chọn từ bỏ. Nhưng Sở Nguyên khó chịu, đặc biệt là Lăng Tiêu không nhìn, để sắc mặt của hắn nháy mắt liền trở nên âm trầm, tiểu tử, bản vương lại nói chuyện cùng ngươi, ngươi không có nghe sao? Lăng Tiêu vào lúc này mới nhàn nhạt nhìn Sở Nguyên một cái nói, ngươi là ai? Ta lại không quen biết ngươi, vì sao phải đem bản cổ dương tặng cho ngươi? Tất cả mọi người là cả người chấn động, dùng một loại vô cùng bội phục ánh mắt nhìn Lăng Tiêu. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại dám đối với tiểu vương gia nói như vậy, người này rốt cuộc là thật sự kiên cường, vẫn là đầu óc có vấn đề. Sở Nguyên cười lạnh một tiếng nói, được, rất tốt, tiểu tử, bản vương nhớ kỹ ngươi, ta ngược lại muốn xem buổi đấu giá sau khi kết thúc, ngươi có thể đi ra hay không tạo hóa lâu cửa lớn. Xưa nay vẫn chưa có người nào dám đối với hắn nói chuyện như vậy, tên tiểu tử này dĩ nhiên nói không quen biết hắn, nhất định chính là đáng chết. Hắn cho rằng đây là Lăng Tiêu đang cố ý nhục nhã hắn, nhất thời trong lòng liền sinh ra một luồng sát cơ. Tiểu tử, đắc tội rồi tiểu vương gia, ta ngược lại muốn xem ngươi sẽ chết như thế nào. Chu Chính trong lòng cũng là cười gằn, trong ánh mắt tràn đầy nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Tô Uyển cũng là có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút, không có nghĩ tới cái này xem ra tóc trắng phơ, xem ra vô cùng thanh tú người trẻ tuổi dĩ nhiên như vậy không cho Sở Nguyên mặt mũi. Nhưng nàng dù sao cũng là tạo hóa lâu người, cũng không muốn để ý tới những này chuyện vô bổ, nhất thời đè xuống trong lòng ý nghĩ, khẽ mỉm cười nói, vị công tử này ra giá 20 triệu sinh tử đan, có còn hay không cao hơn ra giá. 20 triệu sinh tử đan xác thực đã là thiên giới, Tô Uyển liền hô 3 tiếng, cuối cùng tuyên bố bản cổ dương thuộc về Lăng Tiêu hết thảy. Lăng công tử, lần này phiền phức lớn rồi. Sở Nguyên không riêng gì Sở Kiếm nhi tử, ông ngoại của hắn vẫn là trời tướng quân đại nhân, người lần này nhưng là đã gây họa. Tiểu Nguyệt có chút vội vàng nói. Nàng mặc dù biết Lăng Tiêu thực lực rất mạnh, có chém giết thiết huyết đại thống lĩnh thực lực, nhưng nơi này là Sở Giang Vương Thành, cao thủ như mây, không nói những người khác, Hắc Long quân 3 vị đại nhân đều có thể dễ dàng trấn áp Lăng Tiêu. Tiểu Nguyệt trong lòng thậm chí sinh ra một loại oán niệm, cái này Lăng Tiêu cũng quá không bất chuyện, chẳng những phải tội Chu Chính, hiện tại lại đắc tội rồi Sở Nguyên, Sở Thiên Thiên bàn giao cho chuyện của nàng, hoàn toàn làm hư hại. Không sao cả, không phải là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, cũng không để ý. Cái gì trời tướng quân, địa công tướng quân, thật sự dám chọc tới hắn Lăng Tiêu trên đầu, phong hào chí tôn lại không phải là không ép chút khi sáu có giết qua. Cho tới Sở Nguyên, bất quá là một con run dế thôi, Lăng Tiêu cũng không có để ở trong lòng. Bàn cổ dương phía sau, chính là 3 cái then chốt chí bảo. Cái thứ nhất là một thanh màu đen cổ kiếm, chính là không trọn vẹn thần khí, tên là Thiên Ma Kiếm, phong mang vô cùng.
tản ra một luồng cổ xưa sóng gợn mạnh mẽ, cuối cùng bị Hắc Long Quân một cái đại thống lĩnh, lấy 23 triệu sinh tử đan đập xuống. Cái thứ hai là một viên luân hồi kim đan, cũng là thượng cổ thần đan, có người nói có thể khiến người ta cảm ngộ luân hồi ý cảnh, một lần chứng đạo chí tôn. Mà Sở Nguyên chính là vì viên này luân hồi kim đan mà đến, cuối cùng bị Sở Nguyên lấy 20 triệu sinh tử đan giá trên trời, vỗ tới trong tay. Này vẫn là rất nhiều người cho Sở Nguyên mặt mũi, không muốn cùng hắn tranh đoạt, nếu không thì này một viên luân hồi kim đan giá cả, ít nhất phải vượt lên gấp đôi. Mà thứ ba món bảo vật, liền là Quỷ Vương Thảo. Quỷ Vương Thảo là một cây cao khoảng một thước tiểu thảo, toàn thân đen kịt như mực, phiến lá chi trên có huyền ảo hoa văn, phảng phất là quỷ vương bóng mờ, tản ra một cổ thần bí gợn sóng. Một bụi này Quỷ Vương Thảo tổng cộng có 8 viên phiến lá, đại diện cho đã có 80.000 năm dược tính, như là lại dài ra 2 viên phiến lá, liền có thể trở thành Quỷ Vương Thần Thảo, chính là trong truyền thuyết vô thượng thần dược. Quỷ Vương Thảo, chuẩn thần dược, trực tiếp nuốt phục có thể ngưng tụ chí tôn nguyên thần, để chứng đạo chí tôn tỷ lệ tăng lên 5/10, như là luyện chế thành đan dược, hiệu quả càng cao hơn. Giá quy định 10 triệu sinh tử đan, mọi người ra giá đi. Tô Uyển khẽ mỉm cười nói. Quỷ Vương Thảo mặc dù là chuẩn thần dược, nhưng giá trị không kém gì luân hồi kim đan, cho nên mới đặt ở nhất hậu tiến hành bán đấu giá. Mà Sở Nguyên vừa nhìn thấy Quỷ Vương Thảo, nhất thời liền hai mắt sáng lên đứng lên. 12 triệu sinh tử đan. Chư vị, ta là Sở Nguyên, còn xin mọi người cho ta cái mặt mũi, nếu là ta có thể chứng đạo chí tôn, nhất định không quên được mọi người được. Sở Nguyên không kịp chờ đợi ra giá, sau đó nhàn nhạt quét mắt mọi người một chút, tuy rằng trên mặt mang nụ cười, nhưng trong giọng nói ý uy hiếp hết sức rõ ràng. Những người khác đều là bất đắc dĩ nở nụ cười, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Vì một cây Quỷ Vương Thảo cùng Sở Nguyên kết thù, có chút quá không khôn ngoan. 20 triệu sinh tử đan, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, mọi người nhất thời sững sờ, đảo mắt nhìn về phía thần sắc bình tĩnh Lăng Tiêu, rốt cuộc lại là tên tiểu tử này. Tiểu tử này chẳng lẽ là chuyên môn đến cùng Sở Nguyên đối nghịch sao? Quỷ Vương Thảo bảo vật như vậy, tuy rằng hết sức quý giá, nhưng tác dụng cũng không lớn, tiểu tử kia liền thật sự không sợ Sở Nguyên giết hắn đi. Sở Nguyên sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng, hắn vừa rồi nói xong, Lăng Tiêu liền ra giá, đây quả thực là ở đánh mặt của hắn, để hắn cảm giác bị vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, người chẳng lẽ là thật sự muốn chết hay sao? Sở Nguyên ánh mắt lạnh như băng nhìn Lăng Tiêu nói, đây là buổi đấu giá, bảo vật người trả giá cao được, người nếu là không phục khí, có thể tiếp tục ra giá. Không muốn giống con ruồi giống như, ong ong kêu loạn, để cho người phiền lòng. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia phong mang vẻ. Hắn không muốn để ý tới Sở Nguyên, nhưng không có nghĩa là hắn sợ Sở Nguyên. Bụi cây này Quỷ Vương Thảo, hắn nhất định muốn lấy được. Rất tốt, ta đã lâu đều chưa bao giờ gặp như thế kẻ không sợ chết, người có dám hay không lưu lại tên. Sở Nguyên ánh mắt lạnh như băng nói, tên của ta, người còn chưa có tư cách biết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, mọi người nhất thời tất cả xôn xao, tiểu tử này đơn giản là quá ngông cuồng, một chút cũng không có đem Sở Nguyên để ở trong mắt. Sở Nguyên xác thực không coi vào đâu, nhưng phía sau hắn Sở Kiếm cùng trời tướng quân, đó cũng đều là Sở Giang Vương trong thành quyền thế ngập trời nhân vật, ai dám trêu. Tiểu Nguyệt giờ khắc này cũng là gấp đến độ không được, Lăng Tiêu quả thực rất có thể gây chuyện, cứ như vậy Sở Nguyên chỉ sợ là hoàn toàn ghi hận trên Lăng Tiêu. Chương 933, Tạo Hóa Lâu Chủ, Tiểu Vương gia, tiểu tử này tên là Lăng Tiêu, là ngươi cô Sở Thiên Thiên quý khách, bất quá chỉ là dựa dẫm Sở Thiên Thiên, làm việc quá kiêu ngạo. Chu Chính nhìn Sở Nguyên một chút, khẽ mỉm cười nói. Cô ta quý khách, ha ha ha, tiểu tử, liền ngay cả cô ta đều không dám nói như vậy ta, ngươi tính là thứ gì? Ta coi như giết ngươi, cô ta cũng sẽ không nói nữa chứ không? Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sở Nguyên giận quá mà cười, ánh mắt âm trầm nhìn Lăng Tiêu một chút, nhưng cũng không có lựa chọn lập tức phát tác, mà là trực tiếp ngồi xuống. Hiển nhiên, tạo hóa lâu bối cảnh rất sâu, liền ngay cả Sở Nguyên cũng không dám ở trên đấu giá hội ra tay đánh nhau, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống một hớp này khí. Bất quá, Sở Nguyên cũng không có tiếp tục lựa chọn ra giá cả, ngược lại dưới cái nhìn của hắn, Lăng Tiêu đã là một chết người đi được, đến thời điểm làm thịt Lăng Tiêu, đem bàn cổ dương cùng Quỷ Vương Thảo đều cướp đi, cũng coi như là bớt đi một số lớn sinh tử đan. Cuối cùng, Quỷ Vương Thảo tự lấy 20 triệu sinh tử đan giá cả, rơi xuống Lăng Tiêu trong tay. Tô Uyển cũng là có chút bất đắc dĩ, bụi cây này Quỷ Vương Thảo chí ít có thể đấu giá được 30 triệu sinh tử đan, nhưng là bởi vì Sở Nguyên cùng Lăng Tiêu như vậy một quấy nhiễu, nhất thời sẽ không có người dám ra giá. Tiểu tử, ta cho tạo hóa lâu mặt mũi,
thế nhưng ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không sống mà đi ra đi. Sở Nguyên ánh mắt lạnh như băng nhìn Lăng Tiêu một chút, xoay người mang theo mấy cái thị vệ rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Chu Chính trong ánh mắt cũng đầy là cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, cầm trong tay quạt giấy theo Sở Nguyên đi ra. Tất cả mọi người là có chút đồng tình nhìn Lăng Tiêu, tiểu tử này ỷ vào Sở Thiên Thiên liền dám đắc tội Sở Nguyên, nhưng Sở Thiên Thiên làm sao có thể so với Sở Kiếm cùng trời tướng quân. Lăng Tiêu khẳng định chết chắc rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lăng công tử, lần này thảm, Sở Nguyên khẳng định ở tạo hóa lâu bên ngoài chờ chúng ta đây. Tiểu Nguyệt vô cùng lo lắng. Sợ cái gì, bọn họ lại không đánh lại được ta. Đi, chúng ta đi trước giao tiếp bảo vật. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, một chút cũng không có để ở trong lòng. Đi tới sàn đấu giá hậu trường, Lăng Tiêu nộp tương ứng sinh tử đan, từ tội huyền nơi đó lấy được quỷ vương thảo cùng bàn cổ dương. Giống, bàn cổ dương quay về Lăng Tiêu nhe răng trợn mắt, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận hung quang. Nhưng hắn trên người có to lớn xiềng xích, cả người sức mạnh đều bị phong ấn đứng lên, căn bản không chạy thoát lao tù. Lăng công tử, bàn cổ dương trên người có cường đại cấm chế, đây là khống chế cấm chế ngọc phù, người chính là phải cẩn thận một chút. Tội huyền nhắc nhở, đa tạ nhắc nhở, ta nghĩ hỏi một chút, bàn cổ dương là các ngươi tạo hóa lâu bắt trở lại sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Không phải, bàn cổ dương là một vị quý khách gửi ở đây bán đấu giá. Bất quá vị quý khách kia tin tức, ta là không có cách nào cung cấp cho ngươi. Tội huyền lắc đầu nói, trên mặt lộ ra vẻ áy náy nụ cười. Hắn còn tưởng rằng Lăng Tiêu đối với bàn cổ bộ tộc nô lệ cảm thấy hứng thú, muốn có được càng nhiều hơn bàn cổ tộc nô lệ, nhưng cũng căn bản không biết, Lăng Tiêu đối với cái kia bắt lấy bàn cổ dương ra hỏa sinh ra hứng thú. Được rồi, Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn trực tiếp đem bàn cổ dương kể cả lao tù đồng thời, thu vào trường sinh giới bên trong. Lăng công tử, người cần các linh dược khác đều ở nơi này, người nhẹ chút một hồi. Đồng Uyên cũng đi vào, đưa cho Lăng Tiêu một chiếc nhẫn chữ vật, cười ha hả nói. Xin chào Đồng Đại Sư, Tô Uyển vừa nhìn thấy Đồng Uyên, nhất thời trên mặt liền lộ ra cực kỳ thần sắc cung kính, đồng thời hắn cũng có chút tò mò đứng lên, Đồng Uyên thân phận rất cao, vì sao phải đối với Lăng Tiêu khách khí như thế? Không sai, làm phiền Đồng Lão, những này tổng cộng bao nhiêu sinh tử đan? Lăng Tiêu cẩn thận kiểm tra một hồi trong nhẫn chữ vật linh dược, hài lòng gật gật đầu, những linh dược này dược tính bảo tồn hoàn hảo, có thể nói là cực phẩm, có thể thấy được Đồng Uyên xác thực để ý. Cái này tạm lại không nói, Lăng công tử, chúng ta lâu chủ muốn gặp công tử một mặt, mong rằng công tử đáp ứng. Đồng Uyên khẽ mỉm cười nói, trong ánh mắt có vẻ mong đợi vẻ. Lâu chủ, ta và các ngươi lâu chủ nhận thức sao? Hắn vì sao phải gặp ta? Lăng Tiêu cũng là hơi nghi hoặc một chút. Lăng công tử, chúng ta lâu chủ có việc muốn nhờ, chờ ngươi thấy liền biết rồi. Đồng Uyên nói rằng, được rồi, Lăng Tiêu hơi suy nghĩ một hồi, liền đồng ý, hắn cũng muốn nhìn một chút, này tạo hóa lâu sau lưng rốt cuộc là người phương nào, dĩ nhiên để Sở Nguyên đều như vậy kiêng kỵ. Lăng Tiêu để Tiểu Nguyệt ở phía dưới chờ đợi, cùng Đồng Uyên cùng đi đến rồi tầng thứ 9. Lâu chủ lại muốn thấy hắn, này, làm sao có khả năng, Tô Uyển cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ chấn động. Vị kia thần bí lâu chủ thân phận, nàng cũng là có biết một, hai, toàn bộ Sở Giang Vương Thành có thể có tư cách thấy nàng một mặt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lăng Tiêu rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên sẽ để lâu chủ hạ mình vừa thấy. Tô Uyển trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không rõ. Tạo hóa lâu tầng thứ 9, Lăng Tiêu ở đó cổ kính bên trong gian phòng, gặp được thiếu nữ mặc áo trắng. Trước mắt trắng nữ nhân thiếu nữ, mặc dù coi như sắc mặt tái nhợt, hết sức tiểu tụy, thế nhưng khuôn mặt tuấn tú, tư thái cao gầy. Đặc biệt là cái kia một luồng kỳ ảo xuất trần khí chất, lại mang nào đó loại ung dung hoa quý, thậm chí so với Sở Thiên Thiên khí chất còn muốn càng hơn một bậc. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng, Lăng Tiêu bỗng nhiên liền nghĩ đến Tuyết Phi. Cũng không biết cái kia nha đầu thế nào rồi. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, đè xuống trong lòng tâm tư. Lăng công tử mời ngồi. Trắng nữ nhân thiếu nữ thản nhiên nói, âm thanh vô cùng lanh lảnh êm tai. Lăng Tiêu đang quan sát nàng thời điểm. Nàng cũng đang quan sát Lăng Tiêu. Nàng có thể nhìn ra Lăng Tiêu bất phàm, đặc biệt là Lăng Tiêu tóc trắng phơ, càng là nhiều hơn mấy phần tang thương cùng phiêu giật cảm giác, làm cho nàng một chút là có thể nhìn ra, này là sinh mệnh bản nguyên tiêu hao quá độ mới có hiện tượng. Thế nhưng, Lăng Tiêu xem ra xác thực không có bất kỳ tu vi, lại để thiếu nữ mặc áo trắng hết sức kinh ngạc. Lăng Tiêu thoải mái ở thiếu nữ mặc áo trắng trước mặt dưới trướng, trong ánh mắt có một tia kỳ dị nói, ta nhìn lâu chủ nguyên thần. Hình như là chịu nào đó loại không cách nào nghịch chuyển thương thế, như là trễ cứu trị, e sợ còn có thời gian 2,
ba năm. Lăng Tiêu cũng không có che giấu, mà là trực tiếp nói. Trong lòng hắn đã suy đoán được thiếu nữ mặc áo trắng tìm mục đích của hắn, chỉ sợ là Đồng Nguyên nhận ra cửu chuyển hoàn hồn F1 DPSS 5 đan, muốn lấy cửu chuyển hoàn hồn đan tới cứu trị thiếu nữ mặc áo trắng. Nhưng tiếc là, như Lăng Tiêu đoán không lầm, cửu chuyển hoàn hồn đan cũng cứu không được thiếu nữ mặc áo trắng nguyên thần vết thương. Lăng công tử lại có thể nhìn ra ta nguyên thần trên thương thế. Quả thực bất phàm, không biết Lăng công tử cho rằng, thương thế của ta còn có thể cứu sao? Thiếu nữ mặc áo trắng cười nhạt một cái nói, phảng phất không chút nào đem Lăng Tiêu để ở trong lòng. Một bên Đồng Nguyên, trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ vui mừng, không nghĩ tới Lăng Tiêu một chút là có thể nhìn ra thiếu nữ mặc áo trắng trong nguyên thần thương thế, hơn nữa còn có thể nói cho đúng ra thời gian còn thừa lại, quả nhiên cực kỳ bất phàm, trong lòng hắn không khỏi có chút kích động. Nguyên thần dễ trị, thương thế khó trừ. Lăng Tiêu nhìn thật sâu thiếu nữ mặc áo trắng, trong miệng thốt ra tám chữ, ánh mắt vô cùng thâm thúy, phảng phất có thể một chút nhìn thấu thiếu nữ mặc áo trắng thức hải nguyên thần. Nhưng này tám chữ vừa ra, coi như là thiếu nữ mặc áo trắng cùng Đồng Nguyên tâm cảnh trầm ổn, cũng là không khỏi biến sắc. Chương 934, nguyên thần dễ trị, thương thế khó trừ. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Thiếu nữ mặc áo trắng ánh mắt lạnh lạnh, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói rằng, trong ánh mắt có một loại tia sáng kỳ dị đang lóe lên. Rất nhiều đan đạo chí tôn đều có thể nhìn ra thiếu nữ mặc áo trắng nguyên thần bị thương, nhưng có thể nhìn ra là thương thế ít ỏi, nàng không nghĩ tới Lăng Tiêu một cái liền vạch trần. Người có thái âm thân thể, nguyên thần cũng là thái âm nguyên thần, nhưng lại lệch mỗi thời mỗi khắc đều đang trôi đi nguyên thần năng lượng, hơn nữa nguyên thần bị đại đạo gây thương tích, gần như sắp muốn hình thành không thể nghịch chuyển chi thế. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi nên là ở độ chí tôn kiếp thời điểm, lưu lại thương thế chứ? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, thiếu nữ mặc áo trắng nguyên vốn đã chứng đạo chí tôn, ngưng tụ chí tôn nguyên thần, nhưng bởi vì thương thế nguyên nhân, tu vi đã suy yếu đến rồi hoàng giả cảnh. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục suy yếu. Căn cứ Lăng Tiêu phán đoán, hẳn là thiếu nữ mặc áo trắng ở độ chí tôn kiếp thời điểm, không biết bởi vì nguyên nhân gì lưu lại thương thế. Lăng công tử thực sự là thật tinh tường. Thiếu nữ mặc áo trắng khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng, 3 năm trước, ta độ chí tôn kiếp thời điểm, mưu toàn lấy thái âm nguyên thần dung nung nấu thái dương tinh phách, mà đạt đến nước sữa hòa nhau, âm dương chung cảnh giới, nhưng tiếc là lại bị thiên đạo pháp tắc bất dung, bị đại đạo gây thương tích. Nguyên thần năng lượng không ngừng trôi đi, cứ việc phục dụng các loại bảo vật quý giá, cũng không có cách nào bù đắp. Lấy thái âm nguyên thần nung nấu thái dương tinh phách sao? Ngươi cũng thật là gan lớn bao trời ạ. Lăng Tiêu cũng không khỏi mắt sáng lên, chậm rãi nói rằng, thái âm nguyên thần, một loại đều là ở chứng đạo chí tôn phía sau, mới có thể lấy thái âm nguyên thần hấp thu mặt trời khí, cuối cùng âm dương hòa vào nhau, một lần chứng đạo phong hào chí tôn, tu luyện tới chí tôn cảnh 10 tầng đại viên mãn. Ngươi nhưng muốn một bước lên trời, tự nhiên sẽ xúc động thiên địa lực lượng pháp tắc công kích, đây quả thực là đi ngược lên trời. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu tuy rằng cảm giác được thiếu nữ mặc áo trắng lá gan rất lớn, nhưng cũng rất khâm phục nàng, lấy thái âm nguyên thần nung nấu thái dương tinh phách, như là nguyên thần đủ mạnh, tích lũy đầy đủ chất phác, hay là còn thật sự có thể một bước lên trời, nhưng này loại tỷ lệ quá nhỏ. Chứng đạo chí tôn phía sau, liền muốn trực tiếp đem tu vi đẩy lên chí tôn cảnh 10 tầng đại viên mãn. Hầu như là chuyện không thể nào. Lăng công tử nói không sai. Đồng lão là đan đạo chí tôn, hắn nhìn ra Lăng công tử muốn luyện chế linh đan, rất có thể là trong truyền thuyết cửu chuyển hoàn hồn đan, vì lẽ đó ta mới muốn gặp công tử một mặt. Thiếu nữ mặc áo trắng cũng không có ẩn giấu mục đích của chính mình, chậm rãi nói rằng. Nàng vừa nói, một bên đang quan sát Lăng Tiêu phản ứng, phát hiện Lăng Tiêu nghe được Đồng Nguyên là đan đạo chí tôn thời điểm, vẫn không có phản ứng chút nào, thần sắc bình tĩnh. Không khỏi đối với Lăng Tiêu đánh giá lại cao mấy phần. Lâu chủ là muốn lấy cửu chuyển hoàn hồn đan đến chữa thương sao? Nhưng tiếc là chính là, như lâu chủ chỉ là thông thường nguyên thần vết thương, cửu chuyển hoàn hồn đan quả thật có thể chữa trị, nhưng lâu chủ nguyên thần là thương thế, cửu chuyển hoàn hồn đan nhiều nhất cũng chính là duy trì một hồi, nhưng cũng căn bản là không có cách trị tận gốc. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, cửu chuyển hoàn hồn đan cũng không có cách nào trị tận gốc sao? Lăng công tử, xin hỏi ngươi có thể có biện pháp chữa trị nhà ta lâu chủ. Chỉ cần ngươi có thể chữa trị lâu chủ nguyên thần thương thế, bất luận yêu cầu gì chúng ta đều có thể đáp ứng ngươi. Đồng Uyên cũng là nói thật, cửu chuyển hoàn hồn đan chính là thượng cổ đan dược, Đồng Uyên cũng chưa từng nhìn thấy, đối với hắn dược tính cũng không là rất biết, vì lẽ đó hắn nghe Lăng Tiêu nói cửu chuyển hoàn hồn đan cũng không trị được thiếu nữ mặc áo trắng thương thế, để trong lòng hắn rất là thất vọng. Biện pháp quả thật có, Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, chậm rãi nói rằng, thật sự Đồng Uyên trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng,
liền ngay cả thiếu nữ mặc áo trắng ánh mắt cũng là trở nên sáng ngời lên. Không sai, nguyên thần thương thế sở dĩ không cách nào khỏi hẳn, là bởi vì đại đạo pháp tắc thâm nhập trong nguyên thần, đồng thời cùng nguyên thần quấn quýt lấy nhau, giờ nào khác nào cũng đang suy yếu nguyên thần lực lượng. Biện pháp của ta chính là loại trừ lâu chủ trong nguyên thần đại đạo pháp tắc, lại dựa vào cửu chuyển hoàn hồn đan, dĩ nhiên là có thể chữa trị. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, nghe được Lăng Tiêu phương pháp xử lý, Đồng Uyên nhất thời lộ ra một tia thất vọng, cười khổ một tiếng nói, Lăng công tử lời ngươi nói phương pháp xử lý, chúng ta cũng từng nghĩ đến, nhưng là muốn loại trừ trong nguyên thần đại đạo pháp tắc, coi như là nửa bước thần linh cũng không làm được, cái biện pháp này e sợ cũng không có tác dụng gì. Lăng Tiêu thản nhiên nói, người khác không thể, nhưng không có nghĩa là ta không thể. Cái gì? Stavert, Đồng Uyên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng cùng thần sắc không dám tin. Ta có thể loại trừ lâu chủ trong nguyên thần đại đạo pháp tắc. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, không biết Lăng công tử có điều kiện gì. Thiếu nữ mặc áo trắng cũng là hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Chẳng biết vì sao, nàng bỗng nhiên liền tin Lăng Tiêu. Nàng chính mình cũng không biết loại này tin tưởng đến từ đâu, liền ngay cả nửa bước thần linh đều không làm được sự tình, nhưng Lăng Tiêu lại nói hắn có thể làm được. Như là người bình thường, khẳng định cho rằng Lăng Tiêu là điên rồi. Lăng Tiêu nụ cười nhạt nhòa, hắn với trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng thân phận đã có suy đoán. Tạo hóa lâu có người nói khai biến toàn bộ luân hồi đại thế giới hết thảy thành lớn, giống như là chiến thần đại thế giới chân bảo các giống như, ẩn chứa cực kỳ khổng lồ tài nguyên. Nhưng, thập điện vương giả đều đang không có ai động tạo hóa lâu, hơn nữa sở nguyên lớn lối như vậy ương ngạnh, đều đối với tạo hóa lâu hết sức kiêng kỵ. Lăng Tiêu đã đoán được, tạo hóa lâu sau lưng chủ nhân, chỉ sợ sẽ là cửu u đế quốc. Mà trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng này, mang theo một loại ung dung hoa quý, khí độ bất phàm kẻ bề trên khí tức. Hẳn là cửu u đế quốc hoàng thất người. Ta chỉ có hai điều kiện. Số một, ta hy vọng có thể thu được một lần tiến nhập hoàng tuyển thánh hà chủ mạch tu luyện cơ hội. Lăng Tiêu nhìn thiếu nữ mặc áo trắng, bình tĩnh nói. Tiến nhập hoàng tuyển thánh hà chủ mạch sao? Tốt, điểm này ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá hoàng tuyển thánh hà chủ mạch, muốn ở hơn 2 năm phía sau mở ra, đến thời điểm ta có thể nghĩ biện pháp cho ngươi một chỗ. Điều kiện thứ hai đây, thiếu nữ mặc áo trắng nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút. Nàng cảm giác Lăng Tiêu hay là đã đoán được thân phận của nàng. Bất quá thân phận của nàng cũng không phải là cái gì bí mật, Lăng Tiêu có thể đoán được nàng cũng không nghi hoặc. Điều kiện thứ hai, giúp ta tìm một người tâm tích. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, sau đó trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một khối màu trắng ngọc bích, Lăng Tiêu lăng không vẽ tranh, phiêu giật mà tiêu sái, một cái thiếu nữ mặc áo trắng, xem ra long lanh răng trắng, dung nhan tuyệt lệ, hơn nữa tản ra một luồng khí chất nhu nhược, khiến người ta vừa nhìn liền khó có thể quên. Nàng gọi Tuyết Phi, là ta một cái người rất trọng yếu. Hy vọng lâu chủ có thể giúp ta tìm đến tung tích của nàng. Lăng Tiêu nói thật, Tuyết Phi sao, xem ra thực sự là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện nha đầu. Tốt, cái điều kiện này càng không là vấn đề. Thiếu nữ mặc áo trắng cười nhạt một cái nói. Lấy cửu u đế quốc sức mạnh, muốn ở toàn bộ luân hồi đại thế giới bên trong tìm một người mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không phải không làm được. Chương 935, phiền phức tới cửa. Bất quá. Trong thời gian ngắn e sợ không có khả năng lắm, ta biết rộng rãi phái người tay, ở toàn bộ luân hồi đại thế giới bên trong tìm tòi, chỉ cần có tin tức ta liền sẽ thông báo cho ngươi. Thiếu nữ mặc áo trắng nhìn Lăng Tiêu nói, được, vu khống, chúng ta từng người phát xuống thiên đạo lời thề đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, có cửu u đế quốc người ra mặt, hai chuyện này cũng là dễ dàng rất nhiều. Hoàng Tuyền Thánh Hà chủ mạch, nhất định là đề phòng nghiêm ngặt, như không phải người của Hoàng thất ra tay. Lăng Tiêu căn bản không có biện pháp tiến vào bên trong. Hơn nữa, Lăng Tiêu hoài nghi Hoàng Tuyền Thánh Hà chủ mạch hay là nối thẳng luân hồi hải, nếu như có thể tiến nhập chủ mạch, hay là liền có thể tìm được chiến thần đại thế giới con đường. Được, thiếu nữ mặc áo trắng gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó nàng liền cùng Lăng Tiêu đồng thời phát xuống thiên đạo lời thề. Bù, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong hư không có thần bí lôi đình lấp lóe, nhàn nhạt lực lượng pháp tắc hạ xuống. Đại diện cho hai người thiên đạo lời thề đã thành lập. Đã như vậy, tại hạ liền cáo từ. Sau 10 ngày, ta biết đến vì là lâu chủ chữa thương. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, xoay người cáo từ rời đi. Chậm đã, thiếu nữ mặc áo trắng nói rằng, còn có chuyện gì sao? Lăng Tiêu quay đầu lại, thiếu nữ mặc áo trắng khẽ mỉm cười nói, Lăng DFPVM công tử, ta gọi Âm Thanh Thanh. Âm Thanh Thanh sao, tên rất hay, ta nhớ kỹ rồi, cáo từ. Lăng Tiêu gật đầu nở nụ cười. Xoay người rời đi. Đồng Uyên khẽ cau mày nói, tiểu thư, vì sao ngươi đem tên thật nói cho hắn? Sở Giang Vương hết sức ngoan cố,
cùng Tần Nghiễm Vương, Tống Đế Vương cũng còn cống hiến cho Luân Hồi Thần Điện, liền ngay cả Đại Đế đều có chút đau đầu. Như là để Sở Giang Vương biết ngươi đã đến rồi Sở Giang Vương thành, e sợ thì phiền toái. Bạch Y Thiếu xanh xanh cười nhạt một cái nói, cái này Lăng Tiêu đúng là thú vị, xem ra hắn là thật không biết thân phận của ta, như mười thiên hậu hắn thật sự có thể chữa khỏi ta, cũng coi như là vui mừng ngoài ý muốn. Cho tới Sở Giang Vương, ngươi thật sự cho rằng hắn không biết bản cung đến nơi này sao? Nhưng tính tình của hắn cương nghị quả quyết, đường hoàng chính đại, coi như cùng đế quốc quan hệ giữa rất hồi hộp, nhưng cũng sẽ không chấp nhặt với ta. Tiểu thư trí tuệ uyên bác, coi như là mấy vị kia hoàng tử cũng không sánh nổi tiểu thư a, như tiểu thư là thân nam nhi, e sợ đại đế đã sớm lập tiểu thư vì là thái tử. Đồng Uyên nhẹ thở dài một cái nói, âm thanh thanh thân phận thực sự, chính là cửu u đế quốc An Nhạc công chúa, cũng là cửu u đại đế thích nhất con gái nhỏ, nàng cũng là toàn bộ luân hồi đại thế giới tạo hóa lâu lâu chủ, nắm trong tay vô tận của cải cùng tài nguyên. Lăng Tiêu tuy rằng đoán được âm thanh thanh là cửu u đế quốc hoàng thất người, nhưng cũng không biết thân phận chân thật của nàng. Thái tử sao, cửu u đế quốc có phụ hoàng ở, là không có khả năng có thái tử. Âm thanh thanh cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang. Đồng Uyên khẽ thở dài một tiếng, rời đi đề tài nói, tiểu thư, Lăng Tiêu đã rời đi tạo hóa lâu, ta nhìn Sở Nguyên chỉ sợ sẽ không buông tha hắn, có cần hay không chúng ta ra tay. Không cần, âm thanh thanh thản nhiên nói, như Lăng Tiêu thật sự có bản lĩnh chữa trị ta nguyên thần thương thế, sẽ không liền Sở Nguyên đều ứng phó không được. Vừa vặn cũng có thể nhờ vào đó nhìn một chút thực lực làm sao. Được, Đồng Uyên gật đầu một cái nói. Lăng Tiêu đi tới tạo hóa lâu một tầng, Tiểu Nguyệt đang ở cửa lo lắng chờ đợi. Vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, Tiểu Nguyệt lập tức tiến lên đón nói, Lăng công tử, Sở Nguyên cùng Chu Chính đám người chờ ở bên ngoài, tuyên bố muốn tìm ngươi để gây sự, ta đã truyền âm thông chi quận chúa, nàng nên chẳng mấy chốc sẽ đến đây, chúng ta vẫn là chờ quận chúa đến rồi lại đi nữa đi. Sở Nguyên cùng Chu Chính sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, thản nhiên nói, không cần, ta ngược lại muốn xem, ai dám ngăn cản ta. Lăng Tiêu nói xong, liền hướng về tạo hóa lâu ở ngoài đi đến. Lăng công tử, Tiểu Nguyệt gấp đến độ không được, nhưng cũng căn bản không ngăn được Lăng Tiêu, chỉ có thể dậm chân, vội vã đi theo, trong lòng cầu khẩn Sở Thiên Thiên mau chạy tới, bằng không e sợ thật sự có xảy ra chuyện lớn. Tiểu Nguyệt ở Huyền Quang Thành gặp Lăng Tiêu ra tay. Lăng Tiêu chém giết Thiết Huyết Đại Thống lĩnh thời điểm đơn giản là không có chút nào do dự, sát khí ngất trời, này nhưng là một cái sát tinh, một mực Sở Nguyên cùng Chu Chính không biết sống chết, một mực muốn trêu chọc Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đi ra tạo hóa lâu cửa lớn, liền thấy Sở Nguyên cùng Chu Chính ở tạo hóa lâu ở ngoài chờ Lăng Tiêu. Chu Chính tu vi là chí tôn cảnh 7 tầng, Sở Nguyên chỉ có hoàng giả cảnh 9 tầng, nhưng Sở Nguyên phía sau có một cái ông lão mặc áo bào đen, đầy mặt đều là nếp nhăn, xem ra thật giống hết sức phổ thông. Nhưng Lăng Tiêu từ trên người hắn cảm thấy một luồng mênh mông khí tức. Chí tôn cảnh 9 tầng cường giả, không trách Sở Nguyên như vậy có niềm tin, dĩ nhiên có một chí tôn cảnh 9 tầng cường giả canh giữ ở hắn bên người, dưới cái nhìn của hắn Lăng Tiêu tiện tay liền có thể lấy bóp chết. Sở Nguyên vừa nhìn thấy Lăng Tiêu đi ra, nhất thời liền ngăn ở Lăng Tiêu trước mặt, cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngươi không phải hết sức càn rỡ sao? Hiện tại bản vương cho ngươi cái cơ hội, đem bản cổ dương cùng quỷ vương thảo giao ra đây. Sau đó quỳ xuống dập đầu nhận sai, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Bằng không, coi như là Sở Thiên Thiên đến rồi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Chu Chính cũng là cười lạnh nói, Lăng Tiêu, tiểu vương gia đã hết sức khoan hồng độ lượng, nếu không muốn chết, cứ dựa theo tiểu vương gia nói làm. Bằng không, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Chu Chính nguyên bản chính là lòng dạ chật hẹp hạng người, dưới cái nhìn của hắn Sở Thiên Thiên đã là người đàn bà của hắn. Nhưng Lăng Tiêu nhưng không biết sống chết cùng Sở Thiên Thiên đi gần như vậy, nhất định chính là đáng chết. Lăng Tiêu bình tĩnh nâng lên đầu, nhàn nhạt nhìn Sở Nguyên cùng Chu Chính một chút, nói, trên thế giới này kẻ ngu xuẩn đều là nhiều như vậy. Ta cũng cho các ngươi một cơ hội, hiện tại quỳ xuống dập đầu, ta có thể không giết các ngươi. Lăng Tiêu thanh âm rất bình tĩnh, nhưng cũng mang theo một luồng sâu tận xương tủy lạnh lẽo, để sau lưng Tiểu Nguyệt không khỏi cả người dùng mình một cái, sắc mặt nàng một trắng, Lăng Tiêu là thật muốn giết người. Nghĩ tới đây, Tiểu Nguyệt vội vã nhảy ra quay về Sở Nguyên cùng Chu Chính nói rằng, Tiểu Vương gia, Đại Thống lĩnh, Lăng Tiêu thật sự rất lợi hại, các ngươi hay là đi mau đi. Lăng Tiêu là quận chúa quý khách, đợi lát nữa quận chúa sẽ tới, như là nhìn thấy các ngươi nhằm vào Lăng Tiêu, nàng khẳng định sẽ nổi giận. Rất lợi hại, ha ha ha, Sở Nguyên như là nghe được chuyện cười lớn giống như, khắp toàn thân quan sát Lăng Tiêu một chút, khiêu khích nói rằng, một chút tu vi cũng không có run rế, cũng dám nói rất lợi hại. Ngươi là giao còn không giao, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí.
Sở Nguyên trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Đứng ở Sở Nguyên sau lưng cái kia áo bào đen ông lão, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt nhưng là lộ ra một tia nghi hoặc, Lăng Tiêu trên người rõ ràng không có bất kỳ tu vi, thế nhưng hắn nhưng cảm thấy một tia nguy cơ. Chẳng lẽ là Lăng Tiêu che giấu tu vi sao? Nhưng áo bào đen ông lão có thể nhìn ra, Lăng Tiêu rõ ràng không có triển khai bất kỳ ẩn giấu tu vi bí thuật, xác thực không có bất kỳ tu vi. Chương 936, Huyền Vũ phá không đao. Tạo hóa lâu ở ngoài, mọi người tuy rằng không dám tới gần, nhưng đều ở phía xa vây xem, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ tò mò. Sở Nguyên ở toàn bộ Sở Giang Vương trong thành có thể nói là hung hăng càn quấy, mọi người đều biết, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên tại tạo hóa lâu trước ngăn chặn một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này xem ra có phiền toái, có người trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ đồng tình. Loại kiến cỏ tầm thường, cút, Lăng Tiêu nhưng trong lòng là sinh ra một tia không kiên nhẫn, đi tới chỗ nào đều có loại này đồ không biết sống chết, như con ruồi giống như vậy, khiến người ta phiền chán. Nghĩ tới đây hắn đơn giản không lưu tay nữa, trực tiếp một cái tát giật đi ra ngoài. Lăng Tiêu một trưởng này xem ra nhẹ bóng, không mang theo có bất kỳ khói lửa hơi thở, nhưng cũng ẩn chứa một luồng làm cho không người nào có thể ngăn cản khủng bố thần lực. Áo bào đen lão giả ánh mắt co rụt lại, nhất thời liền biết phải ra khỏi sự tình, hắn cũng là một trưởng hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ầm ầm, áo bào đen lão giả trưởng ấn ẩn chứa một luồng cực kỳ âm hàn sức mạnh, phảng phất có thể đem hết thảy đều đóng băng lại. Nhưng Lăng Tiêu một trưởng nhưng là đường hoàng hùng vĩ, không có bất kỳ hoa chiêu, chỉ có cực hạn thân thể lực lượng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lấy lực phá vạn pháp, cơ hồ là nháy mắt, áo bào đen lão giả vẻ mặt liền bắt đầu đại biến lên, hắn cái kia một dấu bàn tay trực tiếp bị Lăng Tiêu một trưởng đánh tan nát, đồng thời có một luồng vô cùng thần lực tràn vào đến trong cơ thể hắn, để cả người bỗng nhiên run lên, nháy mắt cũng bay ra. Mà một trưởng kia, nhưng là hung hăng quất vào Sở Nguyên trên mặt. Đùng, một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, kèm theo một tiếng hét thảm, Sở Nguyên nhất thời bị Lăng Tiêu một cái tát đánh bay ra ngoài, miệng đầy hàm răng hòa lẫn bọt máu tử phun ra ngoài, mặt xương phù còn giống man đầu giống như, hung hăng đập vào xa xa trên đường phố. Đây là Lăng Tiêu hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không một trưởng này trực tiếp là có thể đem Sở Nguyên đánh thành thịt nát. Cái gì, mọi người đều ngẩn ra, bọn họ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại dám ra tay, hơn nữa còn hung hăng đánh Sở Nguyên một cái tát. Tiểu tử này chẳng lẽ sẽ không sợ Sở Nguyên sẽ giết hắn sao? Chu Chính cũng sợ ngây người. Hắn không chỉ là bởi vì Lăng Tiêu ra tay đánh Sở Nguyên mà kinh ngạc đến ngây người, cũng bởi vì Sở Nguyên sau lưng cái kia áo bào đen ông lão, dĩ nhiên cũng không tiếp nổi Lăng Tiêu một trường. Cái kia áo bào đen ông lão có thể là ma đạo tiếng tăm lừng lẫy Huyền Minh lão nhân, hung uy ngất trời, giết người đầy đồng, sau đó bị trời tướng quân thu phục, cho Sở Nguyên cho rằng hộ vệ. Chính là bởi vì có Huyền Minh lão nhân tại, Sở Nguyên mới dám ở Sở Giang Vương Thành nghênh ngang mà đi. Nhưng không nghĩ tới, Huyền Minh lão nhân cũng ở Lăng Tiêu trong tay bị thiệt thòi. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Chu Chính trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại ý hối hận. Ngươi cũng cút cho ta. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng rơi vào Chu Chính trên người, tương tự là một cái tát hướng về Chu Chính trên mặt quất tới. Một trưởng này rất tùy ý, nhưng nháy mắt liền để Chu Chính bạo nộ rồi đứng lên. Hắn chính là Hắc Long quân Huyền Vũ đại thống lĩnh, phụ thân là Địa Công tướng quân. Nếu thật là bị Lăng Tiêu một trưởng này đánh ở trên mặt, hắn e sợ ngay lập tức sẽ thành vì là trò cười của tất cả mọi người. Giết, Chu Chính giống giận một tiếng, trong ánh mắt sát cơ rừng rực, trong tay hắn quạt giấy ánh sáng lóe lên, nháy mắt liền hóa thành một thanh màu đen chiến đao, lượn lờ màu đen thần quang, ngang trời hướng về Lăng Tiêu bàn tay chém tới. Một đao này khí thế ngất trời, ánh đao mênh mông, phảng phất dựng dục ra một vị tuyệt thế Huyền Vũ thần thú, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Huyền Vũ phá không đao. Đây là Chu Chính tu luyện tuyệt thế đao pháp, nghe nói là thượng cổ Huyền Vũ thần thú công pháp, mặc dù có chút không trọn vẹn, nhưng uy lực cũng là cực kỳ khủng bố, vượt xa một loại chí tôn công pháp. Chu Chính không cầu có thể giết Lăng Tiêu, chỉ cầu một trưởng này có thể ngăn trở Lăng Tiêu một trưởng này. Hơn nữa, Chu Chính đã thông qua nguyên thần lực lượng, liên lạc với phụ thân hắn Địa Công tướng quân, chỉ cần Địa Công tướng quân đến đây, coi như Lăng Tiêu thực lực mạnh đến đâu, cũng là chắc chắn phải chết. Ầm ầm, một đao này hạ xuống, phảng phất thiên địa đều bị một đao này đánh thành hai nửa. Hảo đao pháp, đáng tiếc người tu luyện không đến nơi đến chốn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, vẫn là một trưởng ngang trời phái tới, trưởng ấn dày nặng vô cùng, ẩn chứa chấn áp hết thảy sức mạnh. Muốn chết, Chu Chính trong ánh mắt sát cơ lóe lên, hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu lại dám tay không gắng chống đỡ trong tay hắn chí tôn khí, trong tay hắn màu đen chiến đao bỗng nhiên chém một cái, liền muốn đem Lăng Tiêu bàn tay chém xuống đến. Cong, Lăng Tiêu giấu bàn tay ở màu đen chiến đao bên trên. Dĩ nhiên bạo phát ra sáng chói đốm lửa,
để hư không chấn động kịch liệt, từng nét bùa chú nổ ra, vô cùng thần lực bộc phát ra, Chu Chính hoàn toàn biến sắc, trong tay màu đen chiến đao dĩ nhiên nháy mắt tuột tay mà bay. Ầm ầm, cuối cùng, hắn tay nào ra đòn cánh tay ầm ầm nổ tung, xương máu tràn ngập. Mà Lăng Tiêu một chưởng cũng quất vào trên mặt của hắn. Chu Chính cùng Sở Nguyên giống như, đồng thời ho ra máu bay ngược ra ngoài, mặt mũi anh tuấn xưng còn giống như đầu heo, khắp khuôn mặt là cực kỳ vặn vẹo vẻ mặt. Chu Chính trong lòng sợ hãi đan xen, Lăng Tiêu quả thực giống như là một vị hình người thần thú, sức mạnh quá kinh khủng, để hắn căn bản không có bất kỳ khe hở chống đỡ. Đây là người sao, các hạ, người ra tay không khỏi cũng quá nặng chứ. Huyền Minh lão nhân ánh mắt khó coi, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói rằng. Ra tay nặng, ta không có đánh chết bọn họ, đã là bọn họ tạo hóa, ta ngược lại thật ra cảm giác thật giống ra tay có chút nhẹ. Lăng Tiêu cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh rơi vào Sở Nguyên cùng Chu Chính trên người, tỏa ra một luồng thấu triệt lòng người sức mạnh. Sở Nguyên cùng Chu Chính thời khắc này trên mặt đều là oán độc cùng thần sắc tức giận, nhưng tiếp xúc được Lăng Tiêu ánh mắt sau, vẫn không khỏi được cả người run lên, không khỏi cúi xuống đầu. Thảm thảm, lần này xông đại hỏa, Lăng Tiêu phía sau, Tiểu Nguyệt khắp khuôn mặt là cực kỳ thần sắc lo lắng. Trời tướng quân cùng địa công tướng quân đều là sâu không lường được, hơn nữa đều rất tự bênh, nếu là bọn họ đến rồi, Lăng Tiêu chỉ sợ cũng xong. Lăng Tiêu thực lực tuy mạnh, Tiểu Nguyệt cũng không nhận ra Lăng Tiêu có thể cùng hai đại tướng quân chống chọi. Vì lẽ đó, Tiểu Nguyệt hiện tại chỉ có thể cầu khẩn Sở Thiên Thiên sớm một chút đến. Các hạ quá kiêu ngạo, ta tuy rằng không phải các hạ đối thủ, nhưng trời tướng quân cùng địa công tướng quân e sợ đã biết rồi việc này, chỉ sợ bọn họ hai vị đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyền Minh lão nhân lạnh giọng nói rằng, cảm nhận của hắn hết sức nhạy cảm, Lăng Tiêu thực lực rất mạnh, thậm chí so với hắn mạnh hơn, vì lẽ đó hắn đè xuống trong lòng sát cơ, cũng không có lỗ mãng ra tay. Vèo, nhưng vào lúc này, một đạo sáng chói cầu vồng đến từ trên trời, Sở Thiên Thiên thân mặc áo giáp màu đen, xem ra tư thế hiên ngang, khí chất siêu phàm, đi tới tạo hóa lâu ở ngoài. Khi nàng nhìn thấy xa xa nằm Sở Nguyên cùng Chu Chính, trên mặt nhất thời liền lộ nở một nụ cười khổ vẻ. Nhìn tới vẫn là đã tới chậm, Lăng huynh, chúng ta đi thôi, phụ vương ta muốn gặp ngươi một mặt. Sở Thiên Thiên lắc lắc đầu, không có phản ứng Sở Nguyên cùng Chu Chính, quay về Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng. Sở Giang vương tại sao phải gặp ta? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi hỏi. Ngươi yên tâm, cửu âm bí cảnh sự tình, ta cùng phụ vương tất cả nói, những vương tử kia chết, phụ vương đều sẽ vì ngươi tiếp tục chống đỡ. Bất quá phụ vương đối với ngươi rất tò mò, muốn gặp ngươi một mặt. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, trời tướng quân cùng địa công tướng quân như đã tới, có thể gặp phiền toái. Sở Thiên Thiên chậm rãi nói rằng, chương 937, cậy già lên mặt. Sở Thiên Thiên, ngươi dùng túng thủ hạ của ngươi đã thương ta, việc này không để yên, ta đã nói cho ngoại công ta, tiểu tử này phải chết, ai cũng cứu không được hắn. Sở Nguyên vừa nhìn thấy Sở Thiên Thiên, nhất thời liền lai kính, mồm miệng không rõ hô lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Sở Nguyên, ta cho ngươi biết. Hôm nay Lăng Tiêu không có giết ngươi, đã là của ngươi tạo hóa. Ngươi nếu như lại không biết sống chết, ta đều cứu không được ngươi, hiểu không? Sở Thiên Thiên sắc mặt tái nhợt, nàng nhưng là biết Lăng Tiêu thủ đoạn tàn nhẫn, không có giết Sở Nguyên cùng Chu Chính, đã là xem ở Sở Thiên Thiên mặt mũi của, bằng không e sợ hai người này đều phải chết. Buồn cười, Sở Nguyên vẫn là không nhìn rõ tình thế. Coi như là Thiên Công tướng quân thì lại làm sao? Theo Sở Thiên Thiên, e sợ Thiên Công tướng quân cũng không nhất định là Lăng Tiêu đối thủ. Thiên Thiên quận chúa, lão phu ngoại tôn, e sợ còn chưa tới phiên ngươi đến quản giáo chứ. Nhưng vào lúc này, một giọng già nua ở trong hư không vang lên. Trong hư không quang mang chớp thước, một cái lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện ở vòng trời bên trên, hắn người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt quắc thước, ánh mắt thâm thúy, cả người đều tản ra một luồng sâu không lường được khí tức. Nhưng giờ khắc này mặt mũi hắn rất lạnh lùng, ánh mắt rơi vào Sở Thiên Thiên cùng Lăng Tiêu trên người. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Công tướng quân, Sở Thiên Thiên ánh mắt chấn động, nhất thời lộ nở một nụ cười khổ vẻ, quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Răng rác, nhưng giờ khắc này, trong hư không lại là một ánh hào quang lấp lóe, một người mặc áo giáp màu đen người trung niên, thân cõng một thanh màu đen chiến đao, cả người sát khí tràn ngập, tản ra một luồng ngập trời thô bạo. Ai dám tổn thương con trai của ta? Uy nghiêm mà thanh âm bá đạo ở trong hư không vang lên, trung niên nhân trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Phụ thân, là Lăng Tiêu đã thương ta, ta hoài nghi tiểu tử này là gian tế, hắn dĩ nhiên mưu toan tập kích ta cùng tiểu vương gia, tội đáng muôn chết. Nên mời phụ thân đại nhân đưa hắn chém giết. Chu Chính vừa nhìn thấy thân mặc áo giáp màu đen người trung niên,
nhất thời trong ánh mắt liền lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Hắc Long quân người thứ hai, Địa Công tướng quân, Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân đồng thời đến, luồng khí thế lạnh như băng kia đan dệt, chèn ép tất cả mọi người là có chút không thở nổi. Sở Thiên Thiên sắc mặt cũng là có chút khó coi, nàng cũng không nghĩ tới hai vị này Hắc Long quân tướng quân dĩ nhiên như vậy tự bênh, bởi vì Sở Nguyên cùng Chu Chính bị đánh, bọn họ dĩ nhiên đồng thời đến gây sự với Lăng Tiêu. Sở Thiên Thiên vẫn là nhìn xuống tức giận trong lòng, chậm rãi nói rằng, hai vị tướng quân, phụ vương muốn gặp Lăng Tiêu, các ngươi như là không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước. Vương thượng muốn gặp tiểu tử này, bất quá đánh thưởng cháu ngoại của ta, lại muốn bỏ đi hay sao sao? Quỳ xuống dập đầu đầu xin lỗi, ta hôm nay có thể tha cho hắn một mạng. Thiên Công tướng quân lãnh đạm nói rằng, Địa Công tướng quân cũng là cười lạnh một tiếng nói, không sai. Thiên Thiên quận chúa, coi như là vương thượng muốn gặp hắn, nhưng hắn nhất định phải trước tiên dập đầu đầu xin lỗi mới có thể đi, bằng không ta liền làm thịt tiểu tử này. Sở Thiên Thiên mặc dù biết Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân trong ngày thường bá đạo quen rồi, nhưng không nghĩ đến bọn họ thậm chí ngay cả Sở Giang Vương đều không để vào mắt, nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia phong mang vẻ. Quả nhiên là cha nào con nấy, Sở Nguyên cùng Chu Chính ngang ngược như vậy, từ Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân là có thể nhìn ra. Bất quá, bọn họ như thật sự cho rằng Lăng Tiêu dễ ức hiếp, vậy coi như thật sự nhìn lầm rồi. Cậy già lên mặt rác rưởi, các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng để ta quỳ xuống. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, không chút khách khí nói rằng. Tiếng nói của hắn vừa ra, nhất thời mọi người đều trợn tròn mắt. Lăng Tiêu lại dám chỉ vào Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân mũi mắng, cũng thật là nghé con mới sinh không sợ cọp a, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết sao? Mà Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân sắc mặt nháy mắt liền trở nên H5A3HV âm trầm, trong ánh mắt đều là lộ ra sát cơ lạnh như băng. Bọn họ khống chế Hắc Long quân, trong ngày thường ngoại trừ Sở Giang Vương ở ngoài, cơ hồ không có người bị bọn họ để ở trong mắt, chỉ là một con giun dế giống như tiểu tử, lại dám chỉ vào mũi mắng bọn họ, nhất định chính là muốn chết. Được được được, bao nhiêu năm không người nào dám như thế cùng lão phu nói chuyện. Tiểu tử, người đã muốn chết, lão phu kia sẽ tác thành ngươi. Thiên Công tướng quân trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, một luồng khí thế ngập trời hướng về Lăng Tiêu áp bức mà tới. Tuy rằng hắn không biết Lăng Tiêu là thế nào đánh thưởng Sở Nguyên cùng Chu Chính, thế nhưng Lăng Tiêu xác thực không hề có một chút tu vi, ở trong mắt hắn nhất định chính là run dế giống như vậy, tiện tay cũng có thể bóp chết. Cái tên này, Sở Thiên Thiên cũng là cười khổ một tiếng, Lăng Tiêu đây chính là hoàn toàn đắc tội rồi Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân. Tuy rằng Sở Thiên Thiên biết Lăng Tiêu thực lực cực mạnh, cũng không sợ hai người này, nhưng nếu là ở đây bạo phát đại chiến, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Tạo hóa lâu bên trong, Âm Thanh Thanh cùng Đồng Uyên cũng đang quan sát phía ngoài xung đột. Cái này Lăng Tiêu không đơn giản a, thân thể mạnh mẽ vô cùng, còn như thượng cổ thần thú giống như vậy, e sợ thật sự có phong hào sức chiến đấu. Bất quá Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân thực lực sâu không lường được, Lăng Tiêu e sợ phải chịu khổ sở. Âm Thanh Thanh lắc đầu nói, vừa rồi Lăng Tiêu đánh bại Huyền Minh lão nhân cùng Chu Chính một trưởng kia, để Âm Thanh Thanh cũng là cảm giác được hết sức kinh ngạc cùng khó có thể tin. Lăng Tiêu xem ra không có bất kỳ tu vi, thế nhưng động thủ lại giống như hủy thiên diệt địa giống như vậy, thực lực khủng bố tới cực điểm. Tiểu thư, cần chúng ta ra tay sao? Đồng Uyên hỏi, lại nhìn một chút đi, như là Lăng Tiêu thật sự không địch lại, người lại ra tay. Âm Thanh Thanh thản nhiên nói, được, Đồng Uyên gật đầu một cái nói. Ầm ầm ầm, từ Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân trên người tản mát ra hai đạo cực kỳ khí thế kinh khủng, lẫn nhau đan xen vào nhau, hướng về Lăng Tiêu áp bức mà tới. Cái kia loại khí thế kinh khủng, đủ để cường giả chí tôn cả người rung động, tâm thần bị đoạt, thậm chí không nhịn được quỳ xuống lại. Nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Lão già, muốn động thủ cũng nhanh chút, ta không có công phu ở đây cùng ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia lạnh như băng phong mang. Như không phải Sở Thiên Thiên ở, Sở Giang Vương trong thành còn có một vị sâu không lường được Sở Giang Vương, Lăng Tiêu vẫn đúng là muốn trực tiếp đập chết này hai cái lão già. Ngươi muốn chết, lão phu sẽ tác thành ngươi. Thiên Công tướng quân trong ánh mắt sát cơ lóe lên, ngang trời một trường hướng về Lăng Tiêu chân áp xuống. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, trường ấn như một tòa thái cổ núi thần, ẩn chứa âm dương đan vào sức mạnh, dường như muốn đem hết thảy đều mài thành phấn vụn. Lăng Tiêu đang định thời điểm xuất thủ, trong hư không bỗng nhiên có một đạo thần bí hắc quang lấp lóe. Răng rác, hắc quang mờ mịt mà thần bí, cái kia một dấu bàn tay nháy mắt liền tiêu tán thành vô hình. Vương thượng, Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân đều là biến sắc, tuy rằng Sở Giang Vương không có xuất hiện,
nhưng là bọn họ cũng đều biết là Sở Giang Vương ra tay rồi. Các ngươi lui ra đi, để Lăng Tiêu đến đây gặp ta. Một đạo hờ hững mà thanh âm hùng hậu ở Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân vang lên bên tai, mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên quyết. Chương 938, Sở Giang Vương. Phải, Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân thần sắc biến ảo, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn còn cung kính nói. Hừ, tiểu tử, hôm nay xem ở vương thượng mặt mũi của, tạm thời tha cho ngươi một mạng, chúng ta đi. Thiên Công tướng quân lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, phất ống tay áo một cái, nhất thời mang theo Sở Nguyên đám người, xoay người rời đi, hết sức thẳng thắn. Cũng còn tốt phụ vương ra tay rồi. Này hai lão quá kiêu ngạo, cũng chỉ có phụ vương mới có thể trị được bọn họ. Chúng ta đi thôi, có phụ vương ở, bọn họ không dám cản rỡ. Sở Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Được, Lăng Tiêu nhàn nhạt gật đầu một cái nói. Vừa rồi như không phải Sở Giang Vương ra tay, Lăng Tiêu vẫn đúng là muốn trực tiếp đấm một nhát chết tươi này hai cái lão già. Thiên Công tướng quân cùng Địa Công tướng quân tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng Lăng Tiêu chân long thân thể đã triệt để viên mãn, coi như là phong hào chí tôn cũng có thể một quyền đánh giết. Lăng Tiêu đối với vị kia Sở Giang Vương cũng rất tò mò, hắn cũng muốn nhìn một chút Sở Giang Vương có hay không cùng Chiến Thần Điện hai vị kia thiên tôn giống như, đều là luyện hóa thần cách nửa bước thần linh. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu đi tới luân hồi đại thế giới phía sau liền phát hiện, một giới này cao cấp sức chiến đấu muốn so với Chiến Thần đại thế giới mạnh hơn nhiều. Lại như ở luân hồi đại thế giới, cường giả chí tôn đều là võ đạo trong thánh địa chí cường giả, giống Tinh Thần Cung, Thái Âm Cung như vậy võ đạo thánh địa, e sợ cũng không có mấy vị cường giả chí tôn. Thế nhưng, một cái Sở Giang vực trong chí tôn đều vượt qua trên trăm vị, Sở Giang Vương càng là nửa bước thần linh cường giả. Cứ tính toán như thế đến, thập điện vương giả thêm vào cửu u đại đế, luân hồi đại thế giới nửa bước thần linh đều có ít nhất 11 vị. Mà Chiến Thần đại thế giới, đã biết nửa bước thần linh e sợ cũng chính là Tả Hữu Thiên Tôn cùng vị kia thần bí chiến thần thôi. Đây cũng là bởi vì, Chiến Thần đại thế giới vạn năm trước tao ngộ rồi đại kiếp nạn, rất nhiều cường giả chết trận, đến thực lực bây giờ đều vẫn không có khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Nhưng luân hồi đại thế giới, vạn năm trước thật giống cũng không có từng tao ngộ trận kia đại kiếp nạn, đúng là để Lăng Tiêu hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ, vực ngoại thiên ma trốn ở Chiến Thần đại thế giới một nơi nào đó, cái kia một hồi đại kiếp nạn cũng không có lan đến gần luân hồi đại thế giới sao? Lăng Tiêu trong lòng suy tư, cùng Sở Thiên Thiên đồng thời tiến vào đề phòng xâm nghiêm trung ương trong vương thành. Trung ương trong vương thành, cường giả tập hợp, cung điện san sát, đồng thời khắc xuống một chút cũng không có mấy cường đại thần trận, mạnh mẽ vô cùng. Lăng Tiêu cùng Sở Thiên Thiên đồng thời, xuyên qua tầng tầng cung điện, cuối cùng ở một tòa thanh tú dưới ngọn núi ngừng lại. Lăng Tiêu, phụ vương thì ở đỉnh núi, chính ngươi lên đi. Phụ vương đối với người rất tò mò, bất quá không biết có ác ý gì, ngươi yên tâm. Sở Thiên Thiên nhìn Lăng Tiêu nói rằng, được, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trong ánh mắt có một tia tinh mang lấp lóe. Hắn cũng có thể cảm giác được, trên đỉnh ngọn núi có một đạo vô cùng mạnh mẽ khí tức, mênh mông như thiên địa giống như vậy, nói vậy phải là Sở Giang Vương. Lăng Tiêu bước chậm mà lên, xuyên qua tầng tầng núi rừng, rất nhanh là đến trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi, trên một tảng đá xanh lớn ngồi xếp bằng một người mặc đạo bào người trung niên, mặt mũi hắn thanh kỳ, mái tóc dài màu đen lấy ngọc châm buộc lên, mặt như ngọc, anh vĩ bất phàm, giờ khắc này hai mắt nhắm nghiền, cả người phảng phất có một loại ba động kỳ dị tràn ngập ra. Lăng Tiêu mắt sáng lên, hắn có thể đủ nhìn ra, trước mắt người trung niên này phải là Sở Giang Vương. Hắn trên người khí tức, cùng Chiến Thần Điện Tả Hữu Thiên Tôn rất giống, đều là luyện hóa thần cách nửa bước thần linh, nhưng hắn khí tức càng mạnh mẽ hơn, phảng phất cùng thần cách cực kỳ phù hợp, liên đới để cơ thể hắn đều mang theo một loại thần tính sức mạnh. Ngươi đã đến rồi, Sở Giang Vương mở hai mắt ra, ánh mắt ôn hòa cực kỳ, rơi vào Lăng Tiêu trên người. Xin chào Sở Giang Vương, không biết Sở Giang Vương gặp ta chuyện gì? Lăng Tiêu cười nhạt, ánh mắt không tránh không né, cùng Sở Giang Vương đối diện nói. Thân thể viên mãn, nhân đạo đỉnh cao nhất, hơn nữa người mang chân long huyết mạch, Lăng Tiêu, người quả nhiên không phải người bình thường. Luân hồi đại thế giới xưa nay chưa từng xuất hiện người như ngươi, nếu là ta không có đoán sai, chỉ sợ ngươi không phải luân hồi đại thế giới người chứ. Sở Giang Vương nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt ẩn chứa một tia tia sáng kỳ dị, phảng phất có thể đem Lăng Tiêu cả người đều nhìn thấu giống như. Há, ngươi liền khẳng định như vậy, Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, không tỏ rõ ý kiến. Tu vi đến rồi ta cảnh giới này, con đường phía trước đã là đứt đoạn mất. Nhưng ta có thể nhìn ra, hơi thở của ngươi cũng không thuộc về luân hồi đại thế giới. Bất quá ta cũng không quản ngươi có đúng hay không luân hồi đại thế giới người, mời ngươi tới này, chỉ là có một chuyện muốn nhờ.
Sở Giang Vương chậm rãi nói rằng, ồ, Sở Giang Vương đại nhân còn có việc cầu ta. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc hỏi, không sai, ta hy vọng ở ngươi đủ khả năng thời điểm, có thể che chở một hồi ta Sở Giang Vương một mạch. Sở Giang Vương chậm rãi nói rằng, tại sao là ta, hơn nữa ta vì sao phải đáp ứng ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, bởi vì ngươi có năng lực này, để báo đáp lại, ta sẽ nói cho ngươi Tuyết Phi tâm tích. Sở Giang Vương nhìn thật sâu Lăng Tiêu một cái nói, Tuyết Phi, Lăng Tiêu cả người chấn động, lại cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Tuyết Phi nàng ở nơi nào? Lăng Tiêu nhìn Sở Giang Vương hỏi, hắn không nghĩ tới, Sở Giang Vương dĩ nhiên sẽ biết Tuyết Phi danh tự này. Tuyết Phi hắn hiện tại hết sức an toàn, thế nhưng ta hiện tại không thể nói cho ngươi tung tích của nàng, chờ ngươi từ Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong đi ra, thương thế khỏi hẳn phía sau, ta biết đem hết thảy đều nói cho ngươi. Sở Giang Vương chậm rãi nói rằng, được, ta đáp ứng ngươi. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, hắn có thể đủ cảm giác được, Sở Giang Vương nói là nói thật, nên thật sự biết Tuyết Phi tâm tích. Hắn vốn là muốn để Âm Thanh Thanh hỗ trợ điều tra Tuyết Phi tâm tích, nhưng không nghĩ tới ở Sở Giang Vương này đạt được đến niềm vui bất ngờ. Đa tạ, Sở Giang Vương thành khẩn nói rằng, không cần, chẳng qua là ta có chút không rõ, ngươi đã là nửa bước thần linh, bây giờ thần giới đại môn đóng lại, thiên lộ đoạn tuyệt, ngươi đã là đương thời đỉnh cao nhất, vì sao cần ta đến che chở Sở Giang Vương một mạch? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi hỏi. Thiên địa đại kiếp nạn sắp tới, nửa bước thần linh cũng không có cách nào không đếm xỉa đến thôi, nhưng ngươi bất đồng, ta có thể từ trên người ngươi nhìn thấy đại kiếp hy vọng, muốn cùng ngươi kết thúc một cái thiện duyên. Sở Giang Vương chậm rãi nói rằng, được rồi, Hoàng Tuyền Thánh Hà lúc nào mở ra? Lăng Tiêu nghĩ lại hỏi, bất luận Sở Giang Vương muốn làm gì, nhưng Lăng Tiêu hiện tại trọng yếu nhất vẫn là khôi phục tu vi, chỉ cần có thể thương thế khỏi hẳn, hoàn toàn khôi phục tu vi, đến thời điểm coi như là nửa bước thần linh thì lại làm sao? Lăng Tiêu cũng có thể chiến mà giết chết, nhiều hơn nữa âm mưu, chỉ cần trực tiếp nghiền ép lên tới là được. Nửa tháng phía sau, Hoàng Tuyền Thánh Hà mở ra, đến thời điểm ngươi có thể tiến vào bên trong tu luyện. Sở Giang Vương bình tĩnh nói, đa tạ, như là vô sự, tại hạ cáo từ. Lăng Tiêu nhìn Sở Giang Vương một chút, xoay người rời đi. Sở Giang Vương nhìn Lăng Tiêu đi xa bóng lưng, trong miệng phát ra một đạo sâu sắc thở dài. Chương 939, bàn cổ bộ tộc. Lăng Tiêu cùng Sở Thiên Thiên cùng nhau ly Long Cung. Sở Thiên Thiên chiếm được Trúc Long tinh huyết phía sau, liền không kịp chờ đợi đi bế quan tu luyện, đồng thời cùng Lăng Tiêu ước định nửa tháng phía sau đồng thời tiến nhập Hoàng Tuyền Thánh Hà. Mà Lăng Tiêu nhưng là ở trong một gian mật thất ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Vèo, màu vàng sậm lao tù từ trường sinh giới bên trong bay ra, bên trong chính là đầy mặt cừu hận cùng hung ác bàn cổ dương. Lăng Tiêu trực tiếp đem lao tù mở ra, sau đó đem bàn cổ dương cấm chế trên người phá giải. Ngươi tự do rồi, Lăng Tiêu thản nhiên nói, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Bàn cổ dương hơi sững sờ, không biết vì sao Lăng Tiêu dĩ nhiên muốn buông tha hắn, nhưng hắn cũng chỉ là do dự chốc lát, nháy mắt liền hướng về Lăng Tiêu nhào tới. Chỉ cần giết trước mắt cái này người, hắn thì có hy vọng chạy đi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bàn cổ dương đấm ra một quyền, quanh thân tinh lực dâng trào. Cú đấm này ẩn chứa khai thiên ích địa sức mạnh, dày nặng mà bàng bạc, mang theo một loại tự nhiên mà thành khí tức. Tốt quyền pháp, Lăng Tiêu khen ngợi một tiếng, chậm rãi một chỉ điểm ra. Bàn cổ dương như bị sét đánh, toàn bộ cánh tay đều tựa như muốn đã tê dần, nháy mắt bay ngang hơn 10 trượng, hung hăng đập vào mật thất trên vách tường. Ngươi không cần kích động như thế, ta không là kẻ thù của ngươi. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, bàn cổ dương một mặt hung ác cùng cảnh giác nhìn Lăng Tiêu. Hắn biết trước mắt này thực lực cá nhân cực mạnh, nhưng hắn cừu hận trong lòng nhưng không có dễ dàng như vậy hóa giải, vẫn là một bộ lúc nào cũng có thể nổi lên công kích dáng vẻ. Lăng Tiêu đã phá giải bàn cổ dương cấm chế trên người, hắn tuy rằng có thể nói chuyện, nhưng vẫn như cũ trừng mắt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười nhạt, trong tay ánh sáng lóe lên, hai tay kết ấn, hào quang óng ánh ở Lăng Tiêu trong lòng bàn tay bốc lên, phảng phất hình thành một đạo kỳ quái vòng sáng, ẩn chứa từng sợi thần bí luân hồi lực lượng, rực rỡ tới cực điểm. Luân hồi ấn, cái này cũng là Lăng Tiêu từ bàn cổ sơ cái kia đạt được đến luân hồi thần thông căn bản pháp môn, hắn cũng muốn nhìn một chút bàn cổ dương đến cùng có thể phủ nhận ra cái môn này thần thông. Luân hồi ấn, bàn cổ dương cả người chấn động, có chút khó tin nhìn Lăng Tiêu, cả người đều có chút run rẩy đứng lên. Tiếng nói của hắn như 8, 9 tuổi hài đồng giống như, hết sức trong trẻo, nhưng cũng có chút chất phác, mắt to trừng mắt Lăng Tiêu, xem ra hết sức hàm hậu đáng yêu. Ngươi làm sao biết luân hồi ấn? Ngươi rốt cuộc là ai? Bàn cổ dương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ.
ngươi biết bàn cổ sơ sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, hỏi ngược một câu. Bàn cổ sơ, hắn là ta bàn cổ bộ tộc thứ 3,600 đời tộc trưởng, trăm vạn năm trước cường giả tuyệt thế, cũng là của ta tổ tiên, ta tự nhiên biết. Ngươi là làm sao mà biết được? Bàn cổ Dương Triệt để sợ ngây người. Tên bàn cổ sơ, coi như là ở toàn bộ bàn cổ bộ tộc cũng là bí ẩn, như không phải hắn là bàn cổ bộ tộc thiếu tộc trưởng, hắn cũng không thể nào biết bàn cổ sơ. Mà luân hồi thần thông, chính là bàn cổ sơ sáng chế. Bất quá, trăm vạn năm trước bàn cổ sơ sáng chế luân hồi thần thông chả không hết thiệt, chỉ có một đạo luân hồi ấn, không hề giống Lăng Tiêu tu luyện luân hồi thần thông tròn như vậy đầy. Mà luân hồi thần thông ở toàn bộ bàn cổ một trong tộc, cũng chỉ có tộc trưởng mới có thể tu luyện. Ta chỗ này có bàn cổ sơ hài cốt, ngươi có thể nhìn một chút. Lăng Tiêu cũng không trả lời bàn cổ Dương, mà là cười nhạt, đem bàn cổ sơ hài cốt lấy ra. Trên cao trăm trượng hài cốt, tản ra khí thế ngập trời, khung xương xem ra còn như đúc bằng vàng ròng, tuy rằng chết trăm vạn năm, nhưng tự có một loại tung hoành thiên hạ, hoành tảo bát hoang vô địch thô bạo. Tổ tiên, bàn cổ Dương vừa nhìn thấy này là to lớn hài cốt, cái kia loại huyết mạch khí tức tương liên liền xông lên trong lòng, mặc kệ này bộ hài cốt có phải là bàn cổ sơ, nhưng nhất định là bàn cổ bộ tộc cường giả tuyệt thế, hơn nữa ẩn chứa đồng dạng sức mạnh huyết thống. Bàn cổ Dương nặng nề quỳ xuống, phảng phất là thấy được xa cách từ lâu gặp lại thân nhân, hai mắt có từng viên lớn nước mắt trâu lăn xuống. Ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện bàn cổ sơ tiền bối hài cốt, đồng thời chiếm được luân hồi thần thông, tuân từ tiền bối nguyện vọng, đem đưa về cho bàn cổ bộ tộc. Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn bàn cổ Dương nói, đa tạ tiền bối đưa về tổ tiên hài cốt, đại ân đại đức, ta bàn cổ bộ tộc suốt đời khó quên. Bàn cổ Dương sâu sắc hướng về Lăng Tiêu thi lễ một cái, nói như đinh chém sắt. Lăng Tiêu có thể sử dụng tới luân hồi ấn, hơn nữa so với bàn cổ Dương còn muốn tinh thâm cùng mạnh mẽ, bàn cổ Dương đã tin Lăng Tiêu lời nói, trước mắt này bộ hài cốt chính là bàn cổ sơ. Bàn cổ bộ tộc ân oán rõ ràng, hứa một lời ngàn vàng, bàn cổ Dương hiện tại đối với Lăng Tiêu đã không có bất kỳ địch ý, chỉ còn lại có sâu sắc cảm kích. Ngươi đứng lên trước đi, nói với ta nói chuyện bàn cổ bộ tộc tình huống đi, tại sao lại rơi tới mức như thế? Lăng Tiêu đưa tay hư nhấc, đem bàn cổ Dương đỡ lên. Vừa nhắc tới bàn cổ bộ tộc bây giờ hiện trạng, bàn cổ Dương trong ánh mắt liền tràn đầy bi thương vẻ, nói tiền bối có chỗ không biết, ta bàn cổ bộ tộc tuy rằng thiên phú tuyệt luân, thân thể vô địch, thành niên bàn cổ bộ tộc tộc nhân, thì có chí tôn cảnh sức mạnh, nhưng cũng sinh sôi hết sức khó khăn, tộc nhân chưa từng có vượt qua một vạn người. Trăm vạn năm trước, vực ngoại thiên ma giáng lâm luân hồi đại thế giới, ở luân hồi thánh nữ dẫn dắt đi, chúng ta phấn khởi phản kháng, tử thương vô số, cuối cùng mới đưa vực ngoại thiên ma trục xuất, luân hồi thánh nữ tọa trấn luân hồi thần điện, thiêu đốt tính mạng của chính mình, đem vực ngoại thiên ma toàn bộ phong ấn. Trăm vạn năm đến, ta bàn cổ bộ tộc vẫn cùng luân hồi thần điện đồng thời, chống đối vực ngoại thiên ma. Thế nhưng một vạn năm trước, một đời mới luân hồi thánh nữ không biết nguyên nhân gì mất tích, cửu u đế quốc mưu toan phản bội luân hồi thần điện, liên hiệp trừ Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương ở ngoài bảy đại vương giả mưu toan đánh vào luân hồi thần điện, ở chúng ta bàn cổ bộ tộc liều mạng ngăn cản, mới ngăn trở cửu u đế quốc âm mưu. Nhưng từ đây, cửu u đế quốc liền là chúng ta bàn cổ bộ tộc là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, phát động luân hồi đại thế giới sức mạnh, đuổi giết ta bàn cổ bộ tộc, tùy ý, cách chức làm đầy tớ. Thù này hận này, không đội trời chung, bàn cổ Dương coi Lăng Tiêu vì là ân nhân, bởi vậy cũng không có bất kỳ ẩn giấu, đem tất cả mọi chuyện đều cùng Lăng Tiêu nói một lần. Luân hồi thần điện cùng cửu u đế quốc, thập điện vương giả là quan hệ như thế nào? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, lần đầu tiên nghe được tên luân hồi thần điện. Chiến thần đại thế giới có chiến thần điện, luân hồi đại thế giới có luân hồi thần điện, giữa hai người này chẳng lẽ có liên hệ gì sao? Cửu u đế quốc âm thị bộ tộc, cùng với thập điện vương giả nguyên bản đều là sơ đại luân hồi thánh nữ thủ hạ cùng người hầu, chính là bởi vì chiếm được sơ đại luân hồi thánh nữ tín nhiệm, mới để cho bọn họ thống trị luân hồi đại thế giới. Nhưng không nghĩ tới, trăm vạn năm năm tháng trôi qua, cửu u đại đế âm cửu thiên, dã tâm bừng bừng, dĩ nhiên thừa dịp luân hồi thánh nữ mất tích, mưu toan đánh vào luân hồi thần điện, lấy nô giết chủ, tội đáng muôn chết. Bàn cổ Dương đối với cửu u đại đế âm cửu thiên, có mang cửu hận ngập trời, bởi vậy nói đến càng là nghiến răng nghiến lợi. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.